Vương Phi đa tài đa nghệ, hạ thương mai. chương 361, báo thù ở Đông Cung. Thương mai khẽ thở dài, xoay người đi vào, để mặc cho hai thúc cháu đó ở lại. Ngồi ở đầu giường của tráng tráng, nhìn sắc mặt yên bình của nàng, vì đã ăn trùng bảy đốt, hấp thu hết độc trong cơ thể, trông nàng cứ như đang ngủ say. Mấy ngày nay có thể đút cho nàng một ít nước cơm, đương nhiên là không đủ dinh dưỡng, vì thế mấy ngày này nàng đã gầy đi rất nhiều nắm tay nàng, mềm mại như không xương, kéo ống tay áo nàng lên, nhìn thấy trên cổ tay có rất nhiều vết thương, không sâu, nhưng lại rất nhiều, làm người ta thấy rất đau lòng. Không biết làm sao nàng có thể chịu đựng được những buổi đêm khuya dài đằng đẵng kia, đọc lại những phương thuốc của ngự y kê toa cho nàng vào lúc trước, đa phần đều là trả an thần, nàng cần phải có trả an thần mới có thể ngủ được. Có tiếng bước chân lặng lẽ bước vào, thương mai nghe ra được, là Việt Đông Vương. Thương Mai khẽ thở dài, ta nhớ chán chán từng nói với ta, nàng không uống rượu, cũng không dám uống rượu, vì sau khi uống rượu rồi thì không thể nào khống chế được cảm xúc của bản thân, nàng là đang miễn cưỡng chịu đựng đến tận bây giờ. Sóng điệu thô bạo của Việt Đông Vương truyền lại từ phía sau lưng cô, Hoàng Thái hậu nói ngươi là đại phu, y thuật rất giỏi, vì sao ngươi lại không có cách cứu nàng chứ? Thương Mai kéo ống tay áo của nàng xuống, cô biết Việt Đông Vương đã thấy rồi tất cả mọi người đều muốn cứu nàng, nàng không thể nào làm người khác ghen ghét hay căm hân, nàng rất tốt, giống như tiên nữ, ta cho rằng, bất cứ phạm phu tục tử nào trên đời này cũng đều không xứng với nàng. Việt Đông Vương không ngu, nghe hiểu ý trong lời nói của Thương Mai, lạnh lùng nói, giúp tên tiểu tử mộ dung khanh kia. Nếu người yêu quý tráng tráng đến thế, vậy chắc người cũng biết, nếu nàng cứ vậy mà đi thì sẽ là cô hồn vô chủ. Ta không tin những thứ đó, nàng là ngoại lệ. Thương Mai ngẩng đầu, nhìn Việt Đông Vương đang đi đến cạnh cô, nàng có người nàng yêu, đối với nàng mà nói, bắt nàng gả cho bất cứ người nào khác thì chính là khinh nhục nàng. Việt Đông Vương không nói gì, nhưng gương mặt vẫn lạnh lùng cứng rắn. Thương Mai đứng lên, Vương ra ở cùng công chúa một chút đi. Trong lòng Thương Mai cảm thấy rất bàng hoàng, tuy đã có tung tích của sừng huyết Linh Dương, nhưng mà cô lại không chắc chắn có thể lấy được, nếu tráng tráng thật sự chết. Dựa theo tục lệ đáng chết của Đại Chu, tráng tráng phải tổ chức âm hôn. Audio điện tử võ tấn bền. Cô vẫn cảm thấy, thời đại này chính là thời không song song với thời đại của cô, mê tín dị đoan gần như đã trở thành một loại văn hóa. Cũng giống như xã hội trước kia của cô, cho dù đã đón nhận không ít văn hóa nước ngoài du nhập vào, nhưng một số thứ đã ăn sâu bén dễ suốt mấy ngàn năm khó mà xóa bỏ được hoàn toàn. Hoàng Thái Hậu và Việt Đông Vương khác hẳn với Thái Hoàng Thái Hậu, có lẽ bọn họ rất yêu thương tráng tráng, nhưng bọn họ chắc chắn sẽ không đồng ý để tráng tráng trở thành một cô hồn vô chủ, bởi vì đối với bọn họ, nếu thật sự muốn tốt cho tráng tráng, thật sự yêu thương nàng, thì nhất định phải chọn cho nàng một con đường dễ đi. Đây là vấn đề về giá trị quan, rất khó có thể thay đổi chỉ dựa vào việc trò chuyện. Lúc thương mai đi, nghe thấy tiếng nước nở kềm nén của Việt Đông Vương, trong lòng thương mai nặng nề, đàn ông khóc không giống với phụ nữ khóc, tiếng khóc của phụ nữ chưa chắc có thể làm mọi người xúc động, nhưng mà tiếng khóc của một con người cứng cỏi lại giống hệt như một cây búa, từng tiếng từng tiếng đập mạnh vào lòng người. Lương Vương không có đi tìm thái tử khắp nơi, mà vẫn luôn ở trong đông cung chờ thái tử về, Tiêu Thác cũng ở cùng hắn. Tiêu Thác không hề nói tiếng nào, chủ yếu là vì Lương Vương không nói gì, hắn đã quen biết với Lương Vương từ lâu rồi, chưa bao giờ nhìn thấy vẻ mặt Lương Vương khủng bố như thế này. Hắn chính là một thùng thuốc nổ di động, cảm giác như chỉ cần nói lớn một chút cũng có thể làm hắn nổ tung lần này chờ đến tối giờ hợi mới thấy thị vệ nâng thái tử về thái tử ngồi kiệu đi vào điện trên người hắn đầy vết thương lúc ở miếu đã tìm đại phu chữa trị rồi nghỉ ngơi một lúc rồi mới hồi cung vừa vào cung đã nhìn thấy lương vương và tiêu thác đang chờ thái tử đang có một bụng lửa giận không có chỗ phát tiết thấy lương vương tự động dâng đến miệng lập tức trở nên tàn bạo giỏi lắm bổn cung không đi tìm tên vô dụng ngươi ngươi lại tự chạy vào cung đòi đánh trong ấn tượng của hắn lương vương luôn ở trong thế yếu cũng không biết phản kháng mà không phản kháng lâu rồi sẽ làm cho người ta cho rằng là không dám phản kháng thấy lương vương từ từ đứng dậy trong mắt bùng lên lửa giận ngùn ngụt hắn lửa lạnh nói bày cái mặt này ra cho ai xem thứ đề tiện là ngươi bắt ý nhi đi đúng không lương vương khẽ hỏi nắm đấm đã vang lên lách cách thái tử được thị vệ nâng đứng dậy lạnh lùng nói là bổn cung bắt đi đó thì sao người hùng giữ thế này là đang định đánh bổn cung hả đánh đi người có gan thì cứ đánh người dám à rác rưởi hắn bước đến trước mặt lương vương ngẩng đầu cực kỳ kiêu ngạo khinh thường nói tên vô dụng kia không dám ra tay hả? cho ngươi mượn lưu nước làm gan thì ngươi cũng không dám đụng vào một cọng lông của bổn cung không sai bổn cung bắt đứa đê tiện kia đó còn ban thưởng cho nô tài chắc tên vô dụng như ngươi vẫn chưa đụng vào đứa đê tiện kia đúng không vậy thì đúng là tiếc thật để đám nô tài kia hưởng được hàng ngon rồi. hắn vừa nói vừa vươn tay vỗ lên mặt lương vương, vỗ rất mạnh. tên nhu nhược có cần bổn vương đến gặp mẫu hậu cầu thân cho ngươi không? bây giờ thì ngươi cưới con đề tiện kia cũng đã thích hợp rồi, cái bông hoa tàn kia rất xứng với ngươi. mặt lương vương không hề có chút biểu cảm nào, thậm chí còn thu lại hết tất cả lửa giận, nhưng mà ngay giây phút đó hắn đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt hung ác đến mức dọa thái tử sợ hãi lui ra sau nhưng hắn nhanh chóng ổn định tinh thần lại rồi tức giận nói, ngươi, ngươi trợn trừng hai mắt lên như vậy là định hù ai hả? Vô dụng, ngươi là một tên vô dụng, ta nói sai à? Một nắm đấm kéo theo tiếng gió vù vù từ bên trái lương vương vươn ra, một đấm này giống như có sức rời non lấp biển, đập mạnh lên bụng thái tử, cơ thể thái tử bay lên, bay vèo ra cửa theo đường vòng cung. Người vẫn chưa rơi xuống đất, tên vô dụng mà hắn nói đã bay vèo ra ngoài suốt một phát vào chỗ hiểm của hắn, thái tử đau đến hai mắt tối sầm lại, muốn ngất xỉu, đau đớn đã cản trở toàn bộ tiếng nói, chỉ cảm thấy cơn đau nhói từ đúng quần lan tràn đến khắp người, cơn đau gần như muốn cắt đứt cả nhịp thở. Thống lĩnh đông cung lương thụ lâm bước nhanh ra trước, cản lương vương lại, lương vương, xin hãy nhẹ tay. Cút, lương vương phun ra một chữ, lại mang theo khí thế hùng mạnh của vạn quân, làm lương thụ lâm cũng phải khiếp sợ, đâu là vị lương vương luôn nhịn nhục nhường nhịn trước kia sao? Sao cứ như đổi thành một người khác? tiêu thác đứng lên, cản lương thụ lâm lại, thống lĩnh lương, chuyện giữa hai huynh đệ bọn họ, người ngoài không nên xen vào. Lương thụ lâm là một người rất biết điều, hắn biết bây giờ không thể đắc tội với lương vương, nhưng hắn là thống lĩnh trong cung thái tử cũng không thể nào khoanh tay đứng nhìn, vì thế hắn nói xin tiêu tướng quân khuyên lương vương điện hạ, thuộc hạ đi bẩm báo hoàng hậu. Hắn đi bẩm báo hoàng hậu cũng có nghĩa là hắn không có mặt ở đây, vậy thì ở đây dù có xảy ra chuyện gì, Tuy rằng hắn cũng phải chịu tội nhưng cũng không phải gánh trách nhiệm lớn nhất, cũng hơn là phải đối đầu trực tiếp với Lương Vương và Tiêu Thác. Dù sao sớm muộn gì cũng phải bẩm báo hoàng hậu, việc này không giấu được. Tiêu Thác cũng biết Lương Thụ Lâm rất biết cách xử lý tình huống, nói: "Đi đi." Trước khi Lương Thụ Lâm đi ra ngoài đã dặn dò thập nhị vệ canh chừng, nói rõ không được làm Lương Vương bị thương, cũng không cho phép Lương Vương làm thái tử điện hạ bị thương nhưng rõ ràng không có ai có thể cản được lương vương đang cực kỳ tức giận kia hắn nắm cổ áo thái tử lên thù mới hận cũ suốt bao nhiêu năm đều cùng phát tiết ra ngoài đấm liên tục mấy đấm lên mặt thái tử thái tử ngửa mặt lên trời ngã xuống miệng trào máu tươi nhưng vẫn hung hăng nói bổn cung muốn giết ngươi giết tên vô dụng nhà ngươi còn chưa nói xong hai chữ vô dụng một thanh kiếm đã bay vèo qua rơi xuống cẳng chân hắn cắm thẳng vào thái tử chu lên như heo bị thọc tiết thập nhị vệ thấy lương vương xài vũ khí, lập tức chạy nhanh qua. mươi 362, đi cầu hôn. Lương thụ lâm cũng không hề chậm chạp, lập tức đến tìm hoàng hậu, tính toán đường đi đường về thì chắc lương vương cũng chút giận xong rồi. Lương vương đâm 38 nhát lên người thái tử, tránh đi những chỗ nguy hiểm, đao tàn nhẫn nhất đâm vào giữa hai chân, không cắt đứt luôn, nhưng, nhưng nếu muốn chữa khỏi chỉ sợ không phải chuyện dễ dàng gì. Lương vương ngồi trong sân, bất cứ người nào cũng không được tiến lên thập nhị vệ cũng không lên nổi bọn họ đều bị đá lăn tiêu thác không hề ra tay toàn bộ đều do lương vương đánh người đông cung chưa bao giờ thấy lương vương ra tay bọn họ cũng không biết lương vương lại giỏi võ đến thế ngay cả thái tử cũng không thể tin nổi hắn cho rằng ở đông cung cho dù thế nào thì hắn cũng sẽ không bị thiệt hoàng hậu nghe lương thụ lâm bẩm báo gần như không dám tin vào hai tai bà đợi đến khi bà dẫn theo người vội vàng chạy đến thái tử đã nằm trên đất, hệt như một tấm rẻ rách, người đầy máu. Thái tử đang thoi thóp thấy hoàng hậu đi vào, gắng gượng móc đầu dậy, mắt đỏ ngầy kêu lên, mẫu hậu, giết hắn, giết chết hắn. Hoàng hậu thấy thái tử toàn là máu, tim muốn ngừng đập, lòng bàn tay lập tức đổ đầy mồ hôi lạnh, nhanh lên, nhanh lên, truyền ngự y. Trong lúc mọi người đang rối loạn, lương vương đứng dậy, bước từng bước một đi ra ngoài, thậm chí còn không thèm nhìn hoàng hậu lần nào. Hoàng hậu tức giận nói, đứng lại. Lương vương đứng yên, cũng không thèm quay đầu, giọng lạnh băng nói, thần làm thái tử điện hạ bị thương, sẽ tự đi thỉnh tội, xin cho phép thần ra cung, sáng sớm ngày mai sẽ lập tức quay về nhận tội. Ngươi, hoàng hậu tức đến phát run, nhưng thấy vết thương của thái tử quá nặng, tạm thời bà không rảnh xử lý hắn, người đâu, dẫn lương vương vào tính ninh cung, chờ bổn cung quay về. Thị vệ hoàng hậu lập tức bao vậy lại, Lương Vương xoay người nhìn Hoàng hậu, mẫu hậu không tin nhi thần đến thế sao? Ta đã nói rồi, ngày mai ta sẽ vào cung thỉnh tội. Ngươi không được ra cung, lập tức về Tĩnh Ninh cung. Hoàng hậu vô cùng tức giận, lạnh lùng nói. Không, Lương Vương dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn Hoàng hậu. Hoàng hậu nhìn ánh mắt hắn, hít sâu một hơi, bà luôn hy vọng mấy huynh đệ bọn họ đừng xảy ra tranh chấp gì, nhưng không ngờ rằng chuyện bà luôn cố tránh vẫn diễn ra người đại nghịch bất đạo đâm thái tử bị thương đây là tội chết người biết không hoàng hậu vừa đau lòng vừa tức giận bà tức giận mắng thị vệ còn không mau đi bắt tuy bà tức giận tuy bà đau lòng nhưng cũng không muốn hắn rơi vào tay phụ thân lương thái phó nếu để phụ thân biết hắn đánh thái tử bị thương chắc chắn sẽ làm theo luật cho nên bà muốn phạt hắn trước thị vệ xông lên lương vương lại đặt kiếm lên cổ hắn nhìn hoàng hậu mẫu hậu ta hứa với người sáng mai sẽ vào cung thỉnh tội Hoàng hậu lạnh lùng nói, làm can, ngươi cho rằng ngươi dùng kiếm đe dọa bổn cung thì bổn cung sẽ chiều theo ý ngươi sao? Ngươi ỉ vào bổn cung thương ngươi nên mới vô pháp vô thiên, ngay cả đệ đệ ruột mà cũng đánh tàn nhẫn đến thế, trước đây ta còn cảm thấy ngươi tàn tật, chăm lo cho ngươi nhiều hơn, không ngờ lại cưng chiều ra một tai họa, đúng là biết vậy đã không cưng chiều ngươi rồi. Lương vương nghe mấy câu này, bật cười, trong lòng lại vô cùng đau buồn và tức giận, lập tức nản lòng nói tạ ơn mẫu hậu trước đây đã yêu thương ta một mình ta làm một mình ta chịu sẽ không bỏ trốn xin cứ yên tâm hắn xoay người trước khi thị vệ đến gần hắn chém mạnh lên tay trái của hắn một kiếm này rơi xuống máu chảy ràn rụa cùng với giọng nói lạnh lùng của hắn nếu mẫu hậu không tin ta trả trước cho người một ít số còn lại ngày mai ta sẽ trả đủ tiêu thác cũng hoảng sợ vội vàng chạy lên đỡ hắn nhanh chóng rời đi thị vệ cũng không dám đuổi theo sợ lại chọc lương vương làm ra chuyện tàn nhẫn gì khác. Mẫu hậu, người mau giết hắn, giết hắn, thái tử gân cổ lên giống to. Cơ thể hoàng hậu hơi lung lay, gần như muốn ngất đi, cung nữ vội vàng đỡ bà, bà khóc tan, vô cùng buồn bã đau khổ, đau đớn nhưng không thể khóc nổi, lẩm bẩm nói, điên rồi, điên hết rồi. Sau khi lương vương ra cung, lập tức đi đến nhà họ lâm, trên đường đi tiêu thác đã băng bó sơ cho hắn, nhìn sắc mặt kiên quyết của hắn, tiêu thác hơi suy nghĩ sâu xa. Lâm Đại Nhân nghe nói là Lương Vương đến, vui mừng biết bao nhiêu, nhưng Lương Vương chỉ đến để đưa một bức thư từ hôn, bức thư từ hôn này được viết khi ở Đông Cung, hắn ra cung chủ yếu để làm hai việc, một việc là từ hôn, việc còn lại là cầu hôn. Bên phía nhà họ Lâm không nhận thư từ hôn, chỉ nói muốn vào cung tìm Hoàng hậu, Tiêu Thác lạnh nhạt nói, ông nên nhận đi, Lâm Đại Nhân, để sau này Hoàng hậu nương nương đích thân sai người đưa đến thì không hay đâu. Lâm Đại Nhân là người thông minh, Lương vương đích thân đến từ hôn, hoàng hậu nương nương sẽ cảm thấy hổ thẹn với nhà họ Lâm, chắc chắn sẽ có bồi thường, nhưng nếu chờ hoàng hậu từ hôn, vậy thì chắc là chẳng còn gì đáng để nói nữa. Dù sao người ta là mẹ con, nếu lương vương nhất quyết không cưới, hoàng hậu cũng sẽ không ép buộc quá mức. Cuối cùng nhà họ Lâm cũng nhận thư từ hôn, nhưng lại vô cùng yêu sầu, bởi vì lúc trước có không ít người đến cửa cầu thân nhưng ông đều không đồng ý, cháu gái này rất xinh đẹp, là lợi thế trên con đường làm quan của ông đương nhiên không thể tùy tiện gả ra ngoài được không ngờ giờ không thể trèo cao ngược lại còn bị té ngã dính đầy bùn đất đúng là mất cả trì lẫn trài bây giờ chỉ mong ban thưởng của hoàng hậu nương nương sẽ không ít nếu không thì đúng là thiệt thòi to sau khi từ hôn lương vương lập tức về phủ công chúa tìm thương mai hỏi địa chỉ của ý nhi thương mai buông tay nói ta không biết lương vương bực bội Người không lưu địa chỉ lại hả không cần gấp kêu hộ tàu đi điều tra đi thương mai nói sao hộ tàu người quản lý dân cư chùa miếu nông trang thời xưa cứ như thế lương vương ra lệnh cho hộ tàu điều tra địa chỉ của lưu nguyệt suốt đêm sau khi tra được lương vương quỳ gối nghiêm chỉnh trước mặt thương mai hoàng thẩm xin ngươi giúp bổn vương một chuyện thương mai biết hắn muốn làm gì không cần gấp cũng không thể đi lúc đêm hôm được không phải nắm chặt thời cơ bây giờ đi luôn sáng mai sau khi vào cung thỉnh tội xong lập tức đi thỉnh ý chỉ của hoàng tổ mẫu xin người tứ hôn thương mai thấy hắn đã quyết tâm rồi nhưng lại nghĩ đến chuyện ngày mai phải vào cung thỉnh tội không khỏi lo lắng ngày mai thỉnh tội dẫn hoàng thúc của ngươi theo cùng không cần bà ấy sẽ không làm gì ta chẳng làm gì khác ngoài đánh mấy chục đại bản cả lương vương lạnh nhạt nói ngươi không cần thiết phải chịu mấy chục đại bản này hắn là thái tử chỉ mấy chục đại bản cũng coi như bổn vương lời to lương vương nói thương mai ngẫm lại cũng cảm thấy chắc chắn không thể thiếu trừng phạt được lập tức nói được vậy đi thôi ta sai người chuẩn bị một chút cũng không thể tùy ý nói không được lương vương nói không cần chuẩn bị gì cả ta và trái tim ta đi là được người chủ yếu là kéo được mẹ nàng ra người định cầu hôn cùng ý nhi à thương mai rất kinh ngạc theo kịp thời đại thật nhưng mà hình như không thích hợp ở thời đại này thì phải hỏi ý nhi trước, rồi hỏi mẹ nàng sau. Lương Vương nói. Tiêu thác vẫn luôn ở bên cạnh nhìn, vẻ mặt hơi kỳ lạ. Thương Mai đẩy hắn, người đi cùng. Tiêu thác lắc đầu, ta không muốn đi. Vì sao? Ta ở lại đây canh chừng, Vương Gia và Việt Đông Vương tức giận, nếu người đi, bọn họ sẽ đánh nhau ngay. Tiêu thác nói xong, lập tức đi vào. Thương Mai nhìn bóng lưng hắn, cái tên này, thần kinh thật chương 363, không trâu bắt chó đi cầy. Nhưng mà Lương Vương hăng hái đi đến, lại không thể nhìn thấy ý nhi, dựa theo địa chỉ mà hộ tào cung cấp, tìm đến nơi rồi lại không có ai ở nhà. Thương Mai cầm theo hai bình rượu ngon, trên cổ đeo hai trái dừa, trên trái dừa dán giấy đỏ, tung ta tung tăng tới lại bị nhốt bên ngoài, không biết là nên cười hay nên khóc. Lương Vương rất nản lòng, chán nản nói, bọn họ rời khỏi kinh thành rồi sao? Chắc chắn là thế rồi, ý nhi chắc chắn không thể nào đối mặt với những chuyện đã xảy ra bổn vương không nên chạy vào cung trước phải nên tìm nàng trước mới đúng thương mai nhìn hắn an ủi đừng lo bọn họ sẽ về thôi nhưng trong lòng thương mai cũng có hơi lo lắng tuy đã dặn dò bên phía cổng thành không cho phép bọn họ ra khỏi thành nhưng lưu nguyệt không ra khỏi thành thì sẽ trốn trong thành muốn tìm được cũng không dễ dàng gì chỉ hy vọng nàng sẽ xuất hiện hai người uể oải khó chịu quay về tiêu thác thấy hai người cầm đồ về hỏi sao thế không cầu hôn được à không có người ở đó thương mai đặt đồ đạc xuống tiêu thác nhìn hai trái rửa dán giấy đỏ bật cười nếu không có ở đây thì không cần cầu hôn nữa việt đông vương vẫn còn trong phòng tráng tráng sao thương mai hỏi đúng vậy vương ra cũng vào hai người đều ở trong lúc nãy vừa gãi nhau thiếu chút nữa là đánh nhau rồi tiêu thác mặt như đưa đám nói tính tình của hai người họ chính là sao hỏa đụng trái đất, hai, kệ bọn họ, ta xuống phòng bếp xem thử, làm chút gì đó cho họ ăn. Thương Mai nói xong, lập tức dẫn Tiểu Khuyên và Ma Mà vào phòng bếp. Tiêu Thác thấy Lương Vương ngồi trên ghế như mất hồn, suy nghĩ một lúc rồi qua đó hỏi, người thật sự rất muốn cưới ý nhi sao? Lương Vương ngược mắt nhìn hắn, người còn không rõ à? Nhưng mà thành thân có gì tốt chứ? Tiêu Thác khó hiểu hỏi. Lương vương lạnh nhạt nói, bổn vương thích nàng, muốn ở cùng nàng, mỗi ngày đều muốn gặp nàng, tốt nhất là nàng đi hết cả đời này cũng ta, chỉ đơn giản thế thôi. Tiêu thác nhíu mày, suy nghĩ một lúc lâu, nhưng mà thích một người thì cũng không nhất định phải thành thân mà. Sao lại không thành thân? Không lẽ chờ người khác cưới nàng à? Lương vương hỏi lại, lâu thế này rồi vẫn không có ai cưới, không lẽ đột nhiên sẽ có người cưới sao? Đây là chuyện không thể nào, tiêu thác an ủi lương vương trợn trắng mắt người nghĩ kiểu gì thế lúc trước nhị hoàng thúc cũng cho rằng chờ ông ấy xuất trình quay về lại cầu thân với đan thanh huyện chúa không ngờ đến khi về chỉ có thể uống rượu mừng của bà bỏ lỡ sẽ không còn nữa hắn dừng một lúc thôi bổn vương nói ngươi cũng không hiểu ngươi là một khúc gỗ nói xong hắn đứng dậy đi vào phòng trong tiêu thác ngồi suy nghĩ một lúc khi thì nhíu mày đôi lúc lại thở dài cuối cùng hắn đi ra ngoài Thương Mai và Mama làm thức ăn khuya quay về, dặn Tiểu Khuyên, Tiểu Khuyên, ngươi dọn dừa và rượu đi, ngày lại lại đi thêm lần nữa, cất cẩn thận vào, dừa khó mua lắm. Tối nay phải gõ cửa mấy cửa hàng mới mua được. Tiểu Khuyên đáp lại rồi qua đó, quay đầu lại nói, không thấy đâu nữa, chắc Lương Vương Điện Hạ đã cất đi rồi. Ừ, vậy là được, Thương Mai và hai người cùng bưng đồ ăn vào. Bên ngoài phủ nhà họ Trần, có một người đã đi qua đi lại trước cánh cửa tối đen của phủ nhà họ Trần suốt 15 phút, trên cổ hắn treo hai trái dừa, tay sách theo hai bình rượu, cũng không biết nên vào hay không nên vào. Chân hắn vừa đạp lên thềm đá, lại do dự một lúc rồi rụt lại, xoay người đi được vài bước, lại quay đầu nhìn cánh cửa lớn tối đen. Dừng lại nghĩ một lúc, cứ thế lặp đi lặp lại mười mấy lần. Cuối cùng, hắn thở dài, xoay người đi mất. Một nhóm người từ trên trời bay xuống như ma, bao vây hắn lại, đường đi của hắn. Trần Thử vừa sốt ruột vừa tức giận, lúc nãy ngồi trên nóc nhà nhìn một lúc lâu, chờ hắn đi vào, không ngờ hắn lại không dám bước vào, cuối cùng còn quay đầu đi mất, đúng là tức chết mà. Không phải Tiêu Hiền đệ đây sao? Nếu đã đến thì vào ngồi chơi chút đi." Trần Thử cười nói, đặt tay lên vai Tiêu Thác. Tiêu Thác chỉ là đột nhiên xúc động, sau đó suy nghĩ kỹ lại thì lập tức muốn chạy, không ngờ lại bị hai huynh đệ nhà họ Trần cản lại, không khỏi hơi hoảng hốt ta Ta có chuyện quan trọng cần làm, không thể vào được. Tới thì cứ tới, còn đem theo nhiều đồ thế này, thật là ngại quá. Trần Long kéo hắn vào, đồ đạc trên người cũng bị huynh đệ nhà họ Trần cướp sạch sẽ. "Không, đừng mà, hôm khác ta lại đến, thật sự có chuyện quan trọng, anh của ta." "Không đúng, là ba của ta có chuyện, ta đi tìm đại phu." Dưới tình hình nguy cấp, hắn liên lụy đến cả người nhà. Nhưng mà sao hai huynh đệ nhà họ Trần chịu để hắn đi chứ? lần này mà đi, chỉ sợ là Loan Loan sẽ mất mạng luôn. Vào nhà rồi, Trần Long hô, nhanh lên, gọi tổ mẫu đến. Tiêu Thác bị đè ngồi xuống ghế, sáu người bao vây hắn lại, hắn muốn đứng dậy sẽ bị người đè xuống, sốt ruột đến muốn khóc. Hắn không nên bị chuyện của Lương Vương và Ý Nhi xúi dục, hắn không nên xúc động đến thế. Hai, lần này vào phủ nhà họ Trần như vào hang cọp, chỉ e không thể dễ dàng đi ra ngoài. Từ đằng xa đã nghe được tiếng gậy đầu rồng của Trần Thái Quân, kèm theo giọng điệu thô bạo của bà, tốt nhất là có chuyện quan trọng gì, nếu không đang đêm đang hôm mà dám dựng đầu tổ mẫu của các ngươi khỏi giường thế này, chắc chắn sẽ đánh chết các ngươi. Sau khi bước vào chính sảnh, tiếng của bà cũng im bặt, đôi mắt sắc bén của bà chỉ cần lướt qua đã phát hiện ra ngay hai trái rửa rán giấy đỏ và hai bình rượu đặt trên bàn. Gương mặt đầy tức giận của Trần Thái Quân lập tức trở nên hiền hòa dễ gần, ui, là cô ra đến à ba thằng eo hùng hồn mà quát lên, cô ra đến mà còn không biết nhanh chóng bưng trà rót nước, cả đám đều không có mắt gì cả, đứng ở đây chờ chết à? đi nhanh, đi nhanh lên! người trong phủ lập tức bận rộn, cô ra mới, đây chính là chuyện mà trong phủ đã ngóng trông từ lâu, mong đến mức lá câu trong sân dụng sạch rồi. hai lần này tiêu thác đau đầu rồi, hắn hối hận, hối hận thật, vội vàng đứng dậy, còn chưa kịp nói gì lại bị đè xuống nữa. Trần Lão Thái Quân cười không khép miệng, nhìn chăm chăm tiêu thác, chỉ thiếu điều chảy nước miếng nữa thôi. Tôi nay thật đúng là bất ngờ, bất ngờ thật đó, xem ra hôm đó đến hầu phủ nói chuyện một lúc, thật sự có tác dụng, chắc là tiểu tử này sợ bị người trong nhà đánh đúng không? Tổ phụ của ngươi nói với ngươi thế nào? Là tổ phụ của ngươi bảo ngươi đến sao? Trần Thái Quân hỏi. Tổ phụ, tiêu thác mờ mịt lắc đầu, không, tổ phụ bảo ta đến đây làm gì? Trần Thái Quân nghe vậy, vô cùng vui sướng, nói cách khác, là ngươi tự đến. Tiêu Thác Thành thật nói, đúng vậy, ta tự đến. Hắn yếu ớt vươn tay, chỉ vào mấy trái dừa và rượu, mấy món đó là ta mượn, ta phải trả. Quản gia, mau cất kỹ mấy món cô ra mang đến, nhanh lên. Trần Thái Quân quát lên, ngắt lời Tiêu Thác. Quản gia lập tức chạy lên lấy đồ đi, tốc độ cực kỳ nhanh, cả đời này Tiêu Thác chưa bao giờ thấy. Mắt hắn xoay mòng mòng, nhìn ánh mắt của 12 vị tướng quân nhà họ Trần và Trần Thái Quân, giống như là muốn nuốt chửng hắn, hắn có xúc động muốn bỏ chạy. Nhưng mà hắn cũng biết không thể nào thoát khỏi nhà họ Trần được. Em rể, sao trễ thế này mới đến? Phải đến sớm một chút, nhà đầu loan loan chắc sẽ vui chết mất. Trần Long đạp lên ghế tiêu thác, chống nửa người nói. Trần Nhiêu cũng nói, đúng vậy, vẫn chưa có ai đi gọi loan loan à. Đi nhanh lên. Tiêu thác nóng này, Đột nhiên đứng dậy, ta không đến đây để cầu hôn. 12 thanh đao sáng choang lập tức lóe lên, đồng loạt đặt lên cổ hắn, tiêu thác nuốt nước bọt, ta chỉ muốn đến hỏi xem Loan Loan có đồng ý gả cho ta hay không. Chương 364 của hồi môn phong phú. Hắn vừa nói xong, tiếng nói đinh tay nhức óc lập tức vang khắp phòng, đồng ý. Cho dù là 12 huynh đệ nhà họ Trần hay là các hạ nhân trong phủ đều giống ra hai chữ này hôn sự của Trần Loan Loan thật sự là một vấn đề rất khó khăn. Tiêu thác gắng ngượng nuốt búng máu đã trào đến cổ họng xuống, đầu hơi choáng váng, hắn hối hận, thật sự hối hận, xúc động sẽ hại cả đời người mà. Loan Loan được đỡ ra đây, vết thương trên chân nàng vẫn chưa lành hẳn, hạ nhân trong phủ cũng không nói gì, trực tiếp dựng dầu nàng từ trên giường dậy rồi nhanh chóng khiêng ra đây. Loan Loan còn tưởng là chuyện lớn gì, lúc đi vào chính sảnh, 12 huynh đệ nhà họ Trần lập tức cất vũ khí lại, thấy cảnh này nàng hiểu lầm còn tưởng rằng các ca ca chói tiêu thác về đây ép phải cưới nàng thả hắn ra loan loan tức giận nói mấy huynh đệ nhà họ trần vội vàng lui ra trần lão thái quân cười tủm tỉm nói loan loan tiêu thác đến cầu thân loan loan nhìn tiêu thác mắt tiêu thác vẫn luôn trốn tránh không dám nhìn vào loan loan lòng loan loan thầm hiểu rõ cố kềm nước mắt nói tiêu thác huynh đi đi nàng rất muốn gả cho hắn nhưng mà dùng võ lực ép buộc thì tính là gì chứ? Chuyện hắn không muốn, bây giờ nàng sẽ không làm nữa, tuy trước kia nàng cũng từng nghĩ đến chuyện ép buộc gạo nấu thành cơm. Tiêu thác ngẩn ra, có ý gì? Nàng lại không đồng ý sao? Loan loan, người điên à? Tiêu thác đến cầu hôn đó. Trần Long khó tin nói. Ta không gả, để hắn đi đi. Loan loan tức giận nhìn mọi người xung quanh, thật sự giận muốn ói máu, Xem ra là do lúc trước nàng nhất quyết không muốn gả cho thiếu gia nhà họ Phó mà tổ mẫu nhắc đến, cho nên mới dùng cách này để ép Tiêu Thác. "Loan Loan, thật sự là Tiêu Thác tự đến." Trần Hổ nhấn mạnh. Loan Loan nhìn Trần lão Thái Quân, sự kiên quyết suốt mấy hôm nay cuối cùng cũng dao động, "Tổ mẫu, ta đồng ý hôn sự với thiếu gia nhà họ Phó, người thả hắn đi." "Vì sao?" Tiêu Thác lập tức nhảy dựng lên, chạy đến trước mặt Trần Loan Loan, tức giận nói, "Lúc đầu ngươi vẫn luôn miệng nói muốn gả cho ta." Vì sao bây giờ ta đến cầu hôn mà ngươi còn muốn gả cho thiếu gia nhà họ Phó? Từ trước đến giờ ngươi chơi ta sao? Trần Loan Loan, ngươi, ngươi lừa gạt tình cảm của ta. Hắn đã quên mất sự hối hận lúc nãy, nghe nói Trần Loan Loan sẽ gả cho thiếu gia nhà họ Phó, đầu hắn lập tức nổ tung. Loan Loan trừng to hai mắt, hơi khó tin nhìn hắn, huynh nói huynh đến cầu hôn. Không phải bọn họ bắt huynh đến. Tiêu Thác lạnh lùng nói, chỉ dựa vào bọn họ mà có thể bắt được ta à? 12 vị thiếu gia nhà họ Trần Đồng Thanh Ho Khan tỏ vẻ cực kỳ không đồng ý với câu nói này. Loan Loan dùng ánh mắt lạnh lùng lướt sang đó, 12 thiếu gia đồng loạt cúi đầu, Trần Long lại cố gắng khuyên ngủ, đúng đó, chúng ta cũng không có cách nào bắt hắn đến mà. Hắn có võ công cao cường, một người có thể đánh với trăm người, nếu không phải hắn tự nguyện đến thì sao chúng ta có thể ép buộc hắn được chứ? Trần Loan Loan đuổi tất cả mọi người ra ngoài, nàng nói muốn đích thân nói chuyện với Tiêu Thác. Không cho phép bất cứ người nào quấy rầy. Trước khi huynh đệ nhà họ Trần bị đuổi ra ngoài đều đè đè nắm đấm, dùng ánh mắt hung ác trừng Tiêu Thác. "Tổ mẫu, người cũng ra ngoài." Trần Loan Loan thấy lão Thái quân vẫn ngồi yên không nhúc nhích như núi Thái Sơn, nói. "Trần Thái quân a à một tiếng, tổ mẫu cũng phải ra ngoài sao?" Người hung dữ nhất, có người ở đây, Tiêu Thác sẽ không nói thật. Trần Thái quân chỉ đành đứng lên, vỗ vai Tiêu Thác thân thiện hòa ái nói, tiêu thác à, nói lại những gì ngươi mới nói cho loan loan nghe, ngươi hỏi thẳng nàng, thành thật mới ngoan, lão thân thích người thành thật. Nói xong rồi mới đi ra ngoài. Loan loan nhảy qua đó đóng cửa lại, 13 cái đầu lập tức dán sát kẹt cửa. Loan loan nhìn tiêu thác, nghiêm túc nói tiêu thác, huynh trả lời ta, có phải huynh tự nguyện đến cầu hôn hay không? Huynh thật sự muốn cưới ta hay là vì tổ mẫu của ta ép huynh? Huynh chỉ cần nói thật, không có ai dám làm gì huynh cả. Đối mặt với sự phóng khoáng của Loan Loan, tiêu thác lại thấy hơi xấu hổ, nghĩ một lúc rồi ngẩng đầu hỏi Loan Loan, sau khi thành thân, người sẽ quản lý ta sao? Trên nguyên tắc thì sẽ không, Loan Loan nói. Vậy ngươi có lấy hết bạc của ta, không cho ta uống rượu không? Hoàn toàn không. Vậy ngươi có đánh ta không? Phó công của ta giỏi hơn ngươi, nhưng mà ta không thể đánh nữ nhân. Tiêu thác tuổi thân nói loan loan lắc đầu không có việc gì thì ta đánh huynh làm gì đánh huynh cũng mệt lắm tiêu thác ừ một tiếng hơi yên tâm nhưng vẫn còn hơi do dự vậy sau khi thành thân rồi chúng ta phải chung sống như thế nào ngươi nói coi đột nhiên thành thân không quen được đúng không ta cũng không biết ta chưa từng thành thân nhưng vương gia và thương mai lúc trước cũng chưa từng thành thân vẫn chung sống rất tốt tiêu thác thở dài loan loan trong lòng ta cứ thấy có gì đó là lạ Vậy, Loan Loan suy nghĩ một lúc, nếu không thì huynh cứ về suy nghĩ vài hôm đi được không? Tiêu thác thở vào nhẹ nhõm nhưng mà tổ mẫu và mấy ca ca của ngươi có chịu để ta suy nghĩ không? Loan Loan mỉm cười, đồng ý, chỉ cần ta nói, bọn họ chắc chắn sẽ đồng ý. Tiêu thác mặt mày hớn hở nhìn nàng, Loan Loan, thật ra ngươi cũng rất hiểu ý người khác đó. Loan Loan cũng cười, nhảy ra mở cửa, mặt mày hung dữ nói nhỏ với 13 cái đầu người bên ngoài, ta không quan tâm các ngươi dùng cách gì, sáng mai nhất định phải để hắn đến đây cầu hôn. Lúc trước nàng tưởng hắn bị ép, nhưng mà là hắn tự nguyện đến, có thể thấy được hắn cũng có tình cảm với nàng, chỉ là trong lòng do dự không xác định rõ, đương nhiên nàng phải thúc đẩy rồi. 13 gương mặt đều ngẩn ra, còn chưa kịp phản ứng, loan loan đã lớn tiếng nói, các người đừng ép tiêu thác, để hắn về suy nghĩ cho kỹ. Người một nhà tâm ý tương thông, đồng loạt gật đầu nói, được. Tiêu thác đầy biết ơn nhìn loan loan, bắt đầu cảm thấy loan loan rất tốt. Lúc tiêu thác định đi, Trần Long nói, đúng rồi, tiêu thác, nghe nói người rất si mê binh khí, ta dẫn người đến kho binh khí xem thử, có không ít thư quý ra đó. Đây là bắt chẹt điểm yếu của tiêu thác, tiêu thác thích rượu, thích vũ khí, người trong kinh thành đều biết, đề nghị này của Trần Long, tiêu thác không có bất cứ lý do gì để từ chối. Vào kho binh khí của nhà họ Trần, tiêu thác không khép miệng lại được. 18 loại võ nghề tương ứng với 18 loại vũ khí, đao đao, thương, kiếm, kích, diều, việt, câu, xoa, tiên, giản, trùy, chảo, đảng, côn, sóc, bổng, quải, lưu tinh trùy, nhà họ Trần là bọn cướp à. Sao lại có nhiều bảo bối đến thế? Đây là kiếm bích ngọc, là vũ khí tùy thân của võ lâm minh chủ tiền triều, đúc bằng huyền thiết, chuôi kiếm này là một viên đá bích ngọc vô cùng cứng rắn, nếu nhuốm máu sẽ xuất hiện tơ máu, Người xem, trên khó bích ngọc này đã có rất nhiều tơ máu rồi. Trần Long giới thiệu, tiêu thác sắp chảy nước bọt rồi. Cây lưu tinh trùy này là vũ khí của trưởng môn của quỷ phái ở tương Tây, làm từ vàng ròng, nặng 32 cân, đập một búa xuống, đầu kẻ địch chắc chắn sẽ nát bét. Sao nhà họ Trần các ngươi có nhiều bảo bối đến thế? Tìm ở đâu vậy? Tiêu thác lau nước bọt, nhấn hai mắt sắp lọt ra ngoài vào, giấu không được lòng ghen tị và hâm mộ hỏi. Trần Long cười ha ha, mới nhiều đây đã nhiều, còn có một kho binh khí lớn hơn ngươi chưa được thấy đó, đương nhiên, chỗ đó cũng không thể để người khác tùy tiện vào được, nhất định phải là người nhà họ Trần mới vào được, 18 món vũ khí ở đây là chuẩn bị làm của hồi môn cho Loan Loan. Của hồi môn? Đúng đó, chờ khi Loan Loan xuất giá, mấy thứ này sẽ là của hồi môn nâng sang nhà trai. Trần Long nói. Chương 365, bà ta sẽ không được như ý. Trần Long vừa nói Vừa nhìn tiêu thác, cầm tiêu thác sắp rất xuống đất rồi, Trần Loan Loan có của hồi môn phong phú thế này, sao lại không gả được thế? Trần Long cười nói, vốn dĩ Loan Loan xuất giá thì không nên công khai của hồi môn trước, nhưng tổ mẫu nói phải nhanh chóng gả nàng đi, tiện bề công khai của hồi môn của nàng trước, suốt mấy ngày qua, người đến cửa cầu thân chen muốn sập cửa, thấy không, thiếu gia nhà họ phó cũng đã nói sáng sớm mai sẽ đến cửa cầu thân. Sáng sớm mai, tiêu thác ngẩn ra, nhanh vậy sao? Chắc hắn phần lớn cũng là đến vì của hồi môn mà thôi, nhưng mà còn cách nào khác đâu. Hôn sự của Loan Loan không thể kéo dài được nữa, Tiêu Thác, Loan Loan nói có thể cho ngươi mấy ngày để suy nghĩ, chúng ta cũng không nên ép buộc ngươi, yên tâm đi, ngày mai khi thiếu gia nhà họ Phó đến, chúng ta sẽ nghĩ cách từ chối, chỉ sợ ba mẹ ta sốt ruột mà đồng ý thôi. Tiêu Thác gần như là lập tức nói, ta còn có vài việc, xin phép đi trước. Nói xong, hắn chạy nhanh ra ngoài như một cơn lốc hắn dục ngựa chạy về hầu phủ, cầm đồng la mà người gác cổng thường dùng khi có hỏa hoạn chạy vào nhà gõ, vừa gõ vừa la lên, dậy, dậy, dậy hết nào. Hầu ra bị hắn đánh thức, chạy ra không thấy lửa đâu, nổi giận đùng đùng nhéo lỗ tai hắn, tốt nhất là người có chuyện quan trọng. Lời này không hiểu sao thấy hơi quen, nhưng mà, kể mấy chuyện đó đi, tiêu thác bỏ đồng la xuống, quỳ mạnh xuống đất ta muốn cưới trần loan loan lúc hầu ra thấy hắn quỳ xuống còn tưởng hắn gây ra họa lớn gì, vung thiết xa trưởng lên định tát một phát, không ngờ lại mở miệng nói câu này, ông gắng gượng mà tát bà tay đó lên mặt ông, cười nâng hắn lên, đứng lên rồi nói, chúng ta từ từ thương lượng. Không thể thương lượng, nếu còn thương lượng nữa thì loan loan sẽ bị thiếu ra nhà họ phó cưới đi mất, mau chuẩn bị xính lễ văn định này nọ đi, bây giờ lập tức đi ngay. Tiêu thắc sốt ruột nói. Sao Văn Định, một trong tam thư lục lễ hỏi cưới thời xưa? Tiêu thống lĩnh ba của tiêu thác kỳ lạ nói, sao lại gấp như thế? Muốn văn định cũng phải chọn ngày lành, ngày mai chưa chắc là ngày lành. Ngày lành, ngày mai chính là ngày lành, mau nhanh chân đặt cọc trước đi, nếu không sẽ bị cưới mất đó. Tiêu thác gấp đến đi tới đi lui, nếu như đi chậm thì lưu tinh trùy hay kiếm bích ngọc này nọ đều mất hết. Tuy không biết vì sao hắn lại gấp gáp muốn cưới loan loan đến thế, nhưng nhà họ tiêu lại rất thích chuyện này, con dâu hầu phủ bọn họ muốn không phải loại người yếu đuối, Loan Loan cực kỳ thích hợp, hơn nữa còn có thể củng cố quan hệ cùng nhà họ Trần, các nhà võ tướng liên minh với nhau, thế lực cũng không phải tầm thường. Cứ như thế, nhà họ Tiêu chuẩn bị suốt một đêm, cuối cùng trước khi trời sáng đã đến trước cửa nhà họ Trần chờ đợi. Đến khi mặt trời vừa ló dạng, hầu ra lập tức gõ của nhà họ Trần, mà lão thái quân nhà họ Trần đã yêu nhã ngồi trên ghế thái sư trong nhà, nhìn cháu rể của bà bước từng bước đi vào. Bên này thì ngọt ngào bàn chuyện hôn sự, khi Lâm Triều lại vô cùng căng thẳng. Lúc Lâm Triều, Việt Đông Vương đề nghị tìm phò mã cho công chúa, mọi người đều đã biết việc công chúa xảy ra chuyện, nhưng mà dù sao cũng là chuyện hoàng gia, lại nói trong lúc Lâm Triều thì đúng là không thích hợp, các quan lại cũng không tiện để ý kiến. Nhưng Việt Đông Vương lại nhắc đến chuyện này ngay lúc Lâm Triều, nói là nhà ai có công tử thích hợp thì có thể tự ứng cử hoặc là nhờ người đến làm mai. Mộ Dung Khanh tức đến đen mặt, hắn đang định hôm nay sẽ lén làm Hoàng Thái Hậu bỏ ý tưởng này đi, dù sao hôm đó Việt Đông Vương có mặt, ít nhiều gì Hoàng Thái Hậu cũng phải nể mặt mũi ông, không thể kiên quyết từ chối được, nếu lại lén nói chuyện riêng thì có lẽ bà sẽ đổi ý. Nhưng không ngờ là Việt Đông Vương lại nói thẳng trước mặt triều thần như thế. Tuy mộ dung khanh luôn xa sầm mặt từ nãy đến giờ, nhưng Việt Đông Vương vẫn tiếp tục nói, phong tục âm hôn đã có từ lâu, cho dù lúc Thái Hoàng Thái Hậu còn sống cũng chưa bao giờ phản đối, Trưởng công chúa được hoàng thượng phong là công chúa trấn quốc, vị phân tôn quý ngang ngửa hoàng hậu, hôn sự của nàng đương nhiên không phải chỉ là việc riêng của hoàng gia, phải do lễ bộ và nội phủ hợp tác xử lý mới đúng. Lời Việt Đông Vương nói cũng không bắt bẻ được lỗi lầm gì, nhưng mà mọi người nhìn sắc mặt của Mộ Dung Khanh, biết chắc là hắn phản đối, tạm thời không ai dám lên tiếng. Còn nhóm thái phó đương nhiên cũng không muốn xen vào, dù sao cũng là chuyện của hoàng gia bọn họ, hơn nữa đây cũng không phải là chuyện gì lớn. Việt Đông Vương thấy không có ai bước ra khỏi hàng nói gì, lập tức nói, nếu mọi người đều không phản đối, vậy việc này sẽ do Bổn Vương và Hoàng Thái Hậu, Lễ Bộ và Nội Phủ làm chủ, mọi người đều có thể tiến cử người có tài. Lễ Bộ Thượng Thư đưa ra một vấn đề, Vương ra, nếu công chúa thành thân, vậy vị phò mã này cũng sẽ có đãi ngộ giống những vị phò mã khác sao? Việt Đông Vương nói, đương nhiên, mặt mộ dung khanh đã xa sầm xuống, đủ rồi, nhưng mà người hiểu hắn lại nhìn ra được, tuy hắn tức giận nhưng lại thở phào nhẹ nhõm lễ thân vương nghe vậy cũng vô cùng kinh ngạc ông già này đúng là chơi lớn thật sao có thể nói mấy lời này trước mặt triều thần được chứ nếu có đãi ngộ giống những vị phò mã khác vậy nếu công chúa thật sự chết lại không có con cái vậy chẳng phải phò mã sẽ kế thừa toàn bộ tài sản của nàng sao quả nhiên việt đông vương vừa nói xong những lời này triều thần lập tức chấn động ngay cả lương thái phó cũng phải nhướng mày vì những lời này chuyện xảy ra trên triều đình cũng được truyền vào tai quý thái phi quý thái phi cực kỳ tức giận mắng chửi tên việt đông vương này phá hư chuyện tốt của ai ra bà đang định để tôn sán cưới công chúa nhưng nhân phẩm của tôn sán không tốt đương nhiên việt đông vương sẽ không đồng ý đến lúc đó lương thụ lâm lại ra mặt so sánh hai người với nhau sau khi suy xét việt đông vương và hoàng thái hậu đều sẽ cảm thấy lương thụ lâm tốt hơn nhưng mà việt đông vương lại nói thẳng những lời này ra ngoài chẳng khác nào nói cho mọi người biết cưới công chúa, cho dù có bị đánh gãy chân thì đời này cũng chẳng cần phải lo nữa. Vậy người người muốn cưới công chúa không phải sẽ chen nhau mà đến sao? Nếu có người càng tốt hơn, vậy làm gì đến lượt lương thụ lâm? Mộ Dung Khanh và Việt Đông Vương cùng nhau ra cung đến phủ công chúa, Việt Đông Vương nhìn hắn, muốn ngồi xe ngựa cùng thúc của ngươi không? Dù sao điểm đến cũng giống nhau. Mộ Dung Khanh nhìn ông, hừ lạnh, cáo giả. Nhưng vẫn leo lên xe ông xe ngựa từ từ chạy ra khỏi cổng bắc việt đông vương đắc y nói có phải cảm thấy bổn vương cao tay hơn không mộ dung khanh tức giận nói có gì mà cao tay hơn chứ vốn không nên nói chuyện thành thân này ra bổn vương không nhắc đến ngươi tưởng mẫu phi của ngươi và hoàng thái hậu sẽ không nhắc đến à hoàng thái hậu nỡ để tiểu cô cô của ngươi cứ thế mà đi sao nhất định sẽ tìm một nhà để nàng vào đương nhiên bổn vương cũng nghĩ như thế nếu nàng không thành thân mà đã chết thì sẽ trở thành cô hôn giã quỷ. Nhưng hôm qua trước khi ngươi tiến cung bổn vương đã hỏi Hoàng Thái Hậu, là mẫu phi của ngươi nhắc đến chuyện tìm người cho tráng tráng, cho dù người nào nói ra thì bổn vương cũng sẽ không nghi ngờ, chỉ riêng mẫu phi của ngươi là bổn vương phải đề phòng. Nhắc đến quý thái phi, mặt mộ dung khanh vẫn không có chút biểu tình nào. Việt Đông Vương liếc nhìn hắn, bổn vương đã biết tất cả những chuyện mẫu phi ngươi làm với ngươi rồi, hôm qua Hoàng Thái Hậu đã nói, không chịu nổi mẫu phi ngươi vừa đấm vừa xoa, đã hạ ý chỉ đồng ý cho Nam Hoài Vương hồi kinh, xem ra kinh thành không thể tránh khỏi một trận gió tanh mưa máu rồi. Mộ Dung Khanh lạnh nhạt nói, bà ta sẽ không được như ý. Đương nhiên là sẽ không được như ý rồi, nhưng mà cẩn thận đề phòng thì tốt hơn, ít nhất, trước khi Nam Hoài Vương hồi kinh, chặn lại tất cả mọi thứ mà mẫu phi ngươi có khả năng đạt được, bà ta nhắc đến chuyện tìm người cho tiểu cô cô của ngươi là có mục đích gì. Chẳng có gì khác ngoài gia sản phong phú của nhà họ Mộ Dung cả, người họ Mộ Dung đều biết, triều đình không có quyền thu hồi những gia sản và phong ấp của tiểu cô cô ngươi, nếu nàng thật sự chết thì sẽ có lợi cho ai? Đương nhiên là phò mã. Chương 366, vì sao ngươi còn chưa biết đủ? Việt Đông Vương thấy Mộ Dung Khanh không nói gì, còn tưởng hắn không tin lời mình nên nói tiếp, ngươi đừng có ngây thơ quá như vậy ngươi luôn tử tế với mẫu phi và đệ đệ của mình nhưng bọn họ thì không có ý định chừa cho ngươi một con đường sống đâu. Nam Hoài Vương ở đất phong Nam Quốc đang không ngừng củng cố binh lực. Nghe nói ở Nam Quốc phàm là qua tuổi 17 đều bị cưỡng chế nhập ngũ, dù là con trai độc nhất cũng không miễn quân dịch, triều đình không hề giao cho hắn ta quyền trương binh, hà cớ gì hắn ta lại làm như vậy. Hơn nữa, mấy năm nay hắn ta tăng cường khai phá quạng sắt, luyện chế vũ khí, còn mua cả sắt tinh luyện từ Bắc Mạc, về phần mẫu phi ngươi thì không ngừng bồi dưỡng thế lực tại kinh thành lung lạc triều thần tranh thủ người ủng hộ đương nhiên ngươi có thể sẽ nghĩ rằng một người phụ nữ như bà ta thì có thể làm được gì triều thần cũng không chắc sẽ bị bà ta mê hoặc nhưng người nghĩ như vậy là sai theo bổn vương biết mấy năm nay bà ta không ngừng tung thám tử dình mò dưới gầm giường nhà người ta để nghe lén chuyện riêng tư những kẻ giữ chức quan tại kinh thành của đại chu này được mấy kẻ trong sạch chứ bị bà ta nắm thóc thì biết làm sao nếu không muốn mất chức quan thì phải phục tùng bà ta. Những gì Việt Đông Vương nói lần này không phải tùy ý nói ra mà đã trải qua điều tra kỹ càng rồi. Mộ Dung Khanh vẫn không lên tiếng, Việt Đông Vương thấy vậy, không khỏi thở dài, người không tin cũng không sao, hiện giờ chiều chính do ngươi làm chủ, người chỉ chăm chăm phòng bị lương thái phó nhưng không biết rằng họa từ trong nhà mà ra. Mộ Dung Khanh ngẩng đầu nhìn ông ta rồi lặng lặng nói, Hoàng Thúc, những điều người nói ta đều đã biết, hơn nữa còn biết nhiều hơn thuốc là đằng khác. Việt Đông Vương ngẩn ra, ngươi biết. Ta không có mù. Việt Đông Vương nở nụ cười, trong nụ cười mang theo sự đồng tình, tên nhóc này, thảo nào hoàng đế lại giao cho ngươi quyền lực lớn như vậy, có một lá chắn như ngươi, hắn có thể yên tâm một nửa rồi. Chỉ có thể yên tâm một nửa nghĩa là Việt Đông Vương cho rằng Quý Thái Phi là một người rất khó đối phó, tâm cơ của bà ta không phải thứ phụ nữ bình thường có thể bị được, thủ đoạn cứng rắn, mục đích rõ ràng, vì đạt được mục đích mà không tiếc hết thảy. Rất nhiều nam nhân không thể làm được như bà ta, người như vậy, nếu sinh ra là đàn ông nhất định sẽ là một kiêu hùng. Hai người trở lại phủ công chúa, thương mai không có ở đó, cô lại cùng Lương Vương đi tìm ý nhi rồi. Hiển nhiên là quay về vô ích rồi. Lương Vương đưa thương mai trở lại phủ, nói, người tiếp tục giúp bổn vương tìm ý nhi, tìm được nàng ấy hãy nói cho nàng biết rằng ta muốn cưới nàng. Người vào cung, thương mai hỏi, Đúng vậy, bổn vương đã nói phải vào cung thỉnh tội mà. Lương vương xa sầm mặt. Người có muốn hoàng thúc của người đi cùng không? Thương Mai vẫn lo lắng cho hắn. Lương vương ngẩng đầu, nở nụ cười có vẻ sầu thảm. Từng ấy năm nay, có chuyện gì mà bổn vương chưa từng chịu nổi chứ? Thương Mai ngẫm lại, quả thật, hắn đã sống như vậy cho đến tận giờ, trong lòng không khỏi thương xót. Lương vương mang theo thị vệ đại kim, dục ngựa rời khỏi phủ công chúa hôm nay hoàng hậu không cho phi tần thỉnh an, tất cả đều bị đuổi về, thái phó biết được chuyện thái tử bị thương một chuyện, sau khi hạ triều liền chạy đến hỏi thăm nhưng bà ta không cho ông ta nhúng tay vào. Bà hy vọng, hắn có thể biết sai. Hoàng hậu nương nương, lương vương điện hạ tới, cung nữ tiến vào bẩm báo. Hoàng hậu chậm rãi ngẩng đầu, nhìn thấy hắn khập khiếng tiến vào, trước kia, nhìn thấy tư thế đi đứng của hắn, trong lòng bà sẽ đau đớn. Thầm nghĩ nếu hắn có thể đứng dậy thì tốt biết bao toàn nhi luôn luôn nghe lời là thế tất cả đều là do thương mai dạy hư lương vương quỳ trên mặt đất nhi thần tham kiến mẫu hậu hoàng hậu phất tay đuổi công nhân ra ngoài bà nhìn cánh tay quấn băng gạt chằng chịt của hắn còn có cả mùi thuốc đông y toát ra liền nhẹ nhàng thở dài một hơi nghe nói người đến lâm ra từ hôn rồi đúng vậy lương vương cũng không ngẩng đầu lên hoàng hậu nói bản cung rất thất vọng về ngươi chỉ cần quen là được thôi quen rồi thì sẽ không thất vọng nữa hoàng hậu thấy hắn nói chuyện một cách vô hồn như thể hắn đã chịu rất nhiều ủy khuất cùng đau thương lại phẫn nộ nói ngươi có biết đệ đệ ngươi bị thương nặng thế nào không thiếu chút nữa nó sẽ giống như ngươi lúc trước không thể sinh con đến tận bây giờ nó vẫn chưa có con nối dõi vậy mà ngươi sao có thể nhẫn tâm như vậy chứ lương vương cười nhạt nhưng vẫn không nói một lời nhẫn tâm ư không lúc trước khi hắn bị tuyên cáo tàn tật và không thể sinh con dưỡng cái như người bình thường bà ta vẫn luôn an ủi mộ dung trịnh đang khóc lóc để hắn ta không cần phải ái náy. Nhẫn tâm ư, không biết ai mới là kẻ nhẫn tâm đây. Hoàng hậu thấy hắn vẫn không nói một lời dễ nghe nên lại tức giận chuyện này ngươi xem xử lý thế nào. Nhiều người thấy ngươi làm thái tử bị thương như vậy, thái phó cũng đã đến hỏi thăm, rồi tổ mẫu của ngươi cuối cùng cũng sẽ biết chuyện và mẫu hậu sẽ phải cho tất cả mọi người một lời giải thích. Mẫu hậu muốn giải thích thế nào? Lương vương vẫn quỳ trên mặt đất, vẻ mặt bình tĩnh, không chút hoảng hốt, hỏi. Hoàng hậu vỗ bần, cả giận nói, sao ngươi lại trở thành bộ dạng như vậy chứ? Ngươi làm cho đệ đệ bị thương mà một chút ấy nãy cũng không có sao. Ngươi nói bản cung phải trừng phạt ngươi thế nào đây? Mặc cho mẫu hậu xử lý, lương vương lẳng lặng nói. Hoàng hậu thật sự rất thất vọng, bà ta lắc đầu, đệ đệ ngươi nói phải đánh gãy một tay của ngươi thì mới huề nhưng mẫu hậu trung quy vẫn là không đành lòng. Ta muốn ngươi đến gặp nó xin lỗi, nhận tội chịu vài hèo là được nhưng không ngờ ngươi lại không có chút hối lỗi nào thật sự khiến mẫu hậu thất vọng xin lỗi nhi thần đã khiến mẫu hậu thất vọng rồi lương vương nhất mực nghe lời bà ta không hé nửa lời phân bua hoàng hậu lớn tiếng hỏi tại sao ngươi lại biến thành như vậy chứ trước đây ta luôn cảm thấy ngươi là một đứa hiểu chuyện biết đạo lý cớ sao bây giờ lại thế là hạ thương mai xúi dục ngươi sao lương vương rốt cục cũng ngẩng đầu lên nhìn gần hoàng hậu cười lạnh lùng, mẫu hậu, lúc trước người thật sự cảm thấy ta hiểu chuyện ư. Ngươi, hoàng hậu ngẩn ra, ngươi có ý gì? Lương vương tiếp tục cười khẩy, không phải hiểu chuyện mà là ta không thể không hiểu chuyện, bởi vì không có ai ra mặt vì ta cả, không một ai nói giúp cho ta, không một ai thương xót cho ta, không một ai hiểu được những ủy khuất cùng cùng cực khổ mà ta đã phải chịu. Đối với người mà nói, chỉ cần hai đứa con trai của người không đấu đá nhau là được, người không phiền nếu ta là người nhường nhịn. Trước kia, người không hề để tâm đến việc thương thế của ta là do kẻ nào gây ra mà chỉ cần ta không truy cứu không làm lớn chuyện là được hiện tại người không quan tâm chân của ta có khỏi hay không chỉ cần ta mất quyền tham gia vào cuộc chiến tranh giành quyền lực là được người không quan tâm ta có người con gái mà mình thích hay không chỉ cần ta nghe lời thành thân là được đây là đứa con nghe lời mà người muốn người hy vọng cả đời này ta sẽ luôn hiểu chuyện như vậy mặc cho cả đời này của ta chưa từng được sống một ngày tốt đẹp người cũng không quan tâm hắn chậm rãi cao giọng cho đến cuối cùng biến thành những tiếng bén nhọn từng lời từng lời đâm thẳng vào tim hoàng hậu khiến bà ta run rẩy hồi lâu hai hàng nước mắt mới rơi xuống không không phải như vậy bà thầm thì giọng điệu vô cùng lo lắng và đau khổ bởi vì bà ý thức được rằng mọi chuyện đúng như vậy tuy nhiên như vậy có gì sai thái tử là phải đăng cơ đích ngày sau phải làm hoàng đế sẽ mang về cho ba ta vinh quang sẽ duy trì sự uy nghiêm của hoàng gia Bà ta cũng đau lòng cho Lương Vương, nhưng hắn không phải lo đói kém, không phải lo nghèo khổ, như vậy chẳng tốt sao? Những thứ mà hắn thiếu, bà đều sẽ cố gắng hết sức để bù đắp cho hắn, cho dù những thứ mà bà bù đắp không hẳn là thứ mà hắn cần nhưng chúng đều là những thứ thiết yếu trong cuộc sống. Hắn đã rất may mắn rồi. Chương 367, bản tử. Trong lòng hoàng hậu rất khó chịu, thậm chí bà còn trách cứ nếu Lương Vương đã biết sự khổ sở của bà thì tại sao không thể lại hiểu chuyện như xưa chứ? Ngươi đứng lên đi, hoàng hậu nhẹ nhàng thở dài, ngươi cảm thấy bản cung thiên vị đệ đệ ngươi, có lẽ đúng vậy, nhưng ngươi làm huynh trưởng, chẳng phải nên nhường hắn ta sao? Lương Vương không đứng lên mà vẫn quỳ như trước, nói với giọng điệu châm chọc không nhường sao? Mẫu hậu, nếu nhi thần không nhường, nếu nhi thần cư xử như người bình thường thì người cho rằng phụ hoàng sẽ phong hắn ta làm thái tử sao? đây là những lời không nên nói ra nhất hoàng hậu cũng cho rằng cả đời này hắn cũng sẽ không nói ra và cả đời này bà cũng sẽ không biết được những đau thương cùng những thiệt hại đằng sau mà hắn phải gánh chịu hoàng hậu chỉ cảm thấy tim đập loạn xa trong lòng vang lên một giọng nói lần này hỏng thật rồi hắn đã quyết tâm đấu với đệ đệ của mình rồi một vài ý nghĩ vụt qua nhưng đều bị bà ta nhẹ nhàng dập tắt mẫu hậu vẫn luôn ý thức được điều đó nhưng người có từng cảm thấy không cam lòng thay cho ta không không hề, người vẫn an tâm vì thái tử vẫn là con của người, người chẳng có thiệt hại gì cả, ta cũng tin rằng nếu con của một nương nương khác làm ta bị thương ở chân không thể sinh con được, người nhất định sẽ liều mạng với hắn ta, ta không hề nghi ngờ tình yêu mà người dành cho ta, chỉ là tình yêu ấy chưa đủ đậm sâu mà thôi. Toàn nhi, người nghĩ vậy khiến mẫu hậu thật sự rất khó chịu, mấy năm nay. Mẫu hậu không phút giây nào là không đau lòng vì những uất ức và đau khổ mà ngươi phải chịu, ta vẫn luôn nghĩ cách bù đắp cho ngươi. Lương Vương ngắt lời bà, nếu thật sự muốn bù đắp thì sẽ không có chuyện biết rõ ta có cơ hội khỏi hẳn nhưng lại không để cho Hoàng thẩm trị liệu cho ta, nếu thật tình thương ta, sẽ không có chuyện rõ ràng biết ta không thích tiểu thư lâm ra nhưng vẫn muốn ta cưới nàng ta, cái gọi là bồi đắp chỉ là một cách thức khiến cho người an lòng mà thôi, với ta nó vô ích, ngược lại nó còn khiến ta khó chịu, bồi đắp kiểu đó thà không có còn hơn. Lời nói ra đã rõ ràng như vậy, Hoàng hậu ngược lại cũng tỉnh ra rất nhiều, bà thừa nhận quả thật bà đã thiên vị thái tử. Nhưng là một người mẹ bà không còn cách nào khác. Bà nản lòng thoái chí nói, một khi đã như vậy thì cũng không cần phải nói nữa, nếu ngươi đã không thích tiểu thư Lâm gia thì thôi vậy, dù sao cũng đã tử hôn, bên Lâm gia bổn cung sẽ bồi thường chút ít cho họ. Nhưng chuyện ngươi làm thái tử bị thương, như thế nào đi nữa, bổn cung cũng phải có lời giải thích, bản cung sẽ thảo luận với các thành viên hoàng gia về việc ngươi khiến thái tử trọng thương để tiến hành định tội, mẫu hậu không thể bao che ngươi, cũng bao che không được trước tiên sẽ tước phong hào vương gia của ngươi, nhưng ngươi vẫn là hoàng tử, vẫn phải xin lỗi đệ đệ của mình nếu không, ngoài việc tước phong hào còn phải đánh ngươi 30 đại bản. Tạ ơn hoàng hậu nương nương, lương vương váo lạnh, thần lĩnh phạt, cũng lĩnh đánh. Không thể bao che, ngày đó là ai bao che mộ dung trịnh, là ai đã diệt khẩu hoặc đuổi của toàn bộ ngự y cùng cung nhân hầu hạ khi ấy. Hoàng hậu lắc đầu, người thà rằng bị đánh 30 đại bản, cũng không chịu đi xin lỗi hắn ta sao vâng lương vương quật cường nói trong lồng ngực hoàng hậu có lửa giận bùng lên bà lườm hắn ngươi thật sự thay đổi rồi kể từ khi hạ thương mai chữa khỏi căn bệnh không tiện nói ra của ngươi ngươi liền thay đổi sự kiên cường của ngươi không dùng để đối phó người ngoài mà lại dùng để đối phó với mẫu thân cùng đệ đệ mình ngươi có tiền đồ lắm lương vương cười nhạo ta còn biết làm sao nữa khi kẻ khi dễ ta lại cứ là mẫu thân cùng đệ đệ của ta chứ Hoàng hậu vỗ bàn, "Bản cung nói chuyện ôn tồn với ngươi nên ngươi khi dễ bản cung chăng? Ngươi cho rằng bổn cung buộc phải bảo vệ ngươi sao? Ngươi phải xin lỗi đệ đệ mình, nếu không, bản cung sẽ đánh ngươi 60 đại bản, bấy nhiêu cũng đủ để lấy đi nửa cái mạng của ngươi." Hoàng hậu nương nương, cung nữ Hồng Nguyệt bên cạnh giật mình hô lên, "50 đại bản là đã mất mạng rồi." Hắn có để ý đến tính mạng sao? Chính hắn không cần mạng thì còn kêu ai để tâm tới chứ? Hoàng hậu lạnh lùng nói, mi tâm toát ra lửa giận, vẫn nhìn hắn chằm chằm như trước, ta hỏi ngươi lần nữa, đi xin lỗi hay lĩnh 60 đại bản. Lương vương chậm rãi đứng lên, thần lĩnh phạt. Hoàng hậu tức giận đến mức đầu ngón tay phát run, được, được, người đâu, lại đây, kéo ra ngoài đánh 60 đại bản. Sự yêu thương cùng ái này của hoàng hậu đối với lương vương phần lớn đều là vì sự ẩn nhẫn cùng nghe lời của hắn nên khi hắn làm loạn, chút ái náy của bà đối với hắn liền mất sạch, lương vương bị lôi xuống và bị ấn lên băng ghế trong sân cái băng ghế này là thứ chuyên dùng để đánh những cung nhân phạm sai lầm đánh đánh tới khi hắn nhận sai mới thôi hoàng hậu cả giận nói lương vương nhắm mắt lại giống như trước dằn xuống sự không cam lòng nhưng lúc này đây hắn cảm thấy rất nhẹ nhàng bởi vì chỉ có lúc này đây sau lần này hắn không cần phải cố kỵ bà ta bất cứ chuyện gì nữa những thứ mà bà ta cho là mắc nợ đều trả lại hết thị vệ hỏi, nương nương, dùng mận gai hay dùng gậy trúc? Phạt trưởng có hai loại, một loại dùng cành mận gai chế thành chia ra thành đại trưởng pháp trượng cùng tiểu trượng, cành mận gai đánh xuống sẽ đâm vào da thịt, đánh xuống 10 trượng thôi là đủ để khiến người ta máu thịt bầy nhầy, còn bản tử thì thoải mái hơn một chút, nhưng 50 đại bản là đủ để lấy mạng một công nhân bình thường rồi. Hoàng hậu hơi do dự rồi có chút mềm lòng, nhưng trông thấy bộ dáng nhắm mắt ra vẻ quật cường của hắn, cơn tức lại sộc lên não, lạnh lùng nói, dùng đại trưởng mận gai. Thị vệ hít mạnh một ngụm khí lạnh, người đại trưởng bằng mận gai sợ rằng cái chân này sẽ thật sự bị phế. Hành hình, sau khi lớn tiếng phân phó, hoàng hậu liền xoay người đi vào, nước mắt theo khóe mắt lập tức chảy xuống, bà không thể không như vậy, hạ thương mai đó có bản lĩnh thì chữa chị đi. Nếu chị không khỏi thì cả đời này của hắn muốn đứng cũng không đứng dậy nổi nói chi đến việc mơ tưởng tranh đoạt ngôi vị thái tử. Bà đi thẳng vào tầm điện, khóc giống thất thanh, trong lòng không ngừng tự nhủ, toàn nhi ơi, ngươi không thấu được sự khổ tâm của mẫu hậu, chỉ có như vậy mới có thể giữ được tính mạng của ngươi, chặt chân giữ mạng cũng là chuyện duy nhất mà mẫu hậu có thể làm vì ngươi. Đại Kim nghe thấy 50 đại chuyện bằng mận gai, trong lòng liền đánh rơi cái bộp, lặng yên rời đi, sau đó bay nhanh về phía cung của Hoàng Thái Hậu. Thị vệ phụ trách trưởng hình xuống tay tương đối mạnh, nhưng đối với Lương Vương, bọn họ không dám ra ta ngoan độc, nhưng cũng không thể lấy lệ quá, Từng côn mận gai giáng xuống, chưa tới 10 trượng đã bật máu. Lương Vương nằm úp sấp, không rên một tiếng, hai chân bị dây thần kinh chèn ép do chật xương nên hàng tháng đều có vài lần đau đớn đến không thể chịu được, một người vẫn luôn đau đớn khi bước đi những cũng thiếu chút nữa không cách nào chịu được nhưng cũng thiếu chút nữa chịu không nổi sự đau đớn do gai nhọn gây ra này. Hắn cắn môi khiến môi bật máu, mồ hôi toát đầy trán, lưng cũng đã ướt đẫm, nhưng toàn thân hắn vì đau đớn mà phát run bần bật. Khi gậy mận gai giáng xuống, những vết thương trên da thịt gây ra những cơn đau như lửa đốt. Đến khi 30 triệu được đánh xuống, Tống Đoan Dương mang theo sứ thần đi vào, dựa theo quy củ, thái tử Lương Quốc như hắn ta tới để bái kiến hoàng hậu, sáng sớm hôm nay hắn đã đến tiếp kiến hoàng thái hậu trước, buổi trưa thì đến chỗ hoàng hậu. Thấy cảnh hành hình trong viện, hắn ta vốn tưởng rằng đang đánh thái giám phạm lỗi nhưng không ngờ lại là Lương Vương, Tống Đoan Dương ngẩn ra. Lương Vương này phạm vào sai lầm gì mà phải chịu phạt bằng cành mận gai chứ? Ở Đại Lương, một khi được phong là thân vương thì sẽ không phải chịu phạt trượng trong cung nữa. Hắn ta vốn định ngăn cản, nhưng sứ thần công tôn Yến nói, điện hạ, đây là chuyện trong nhà của Đại Chu, người không nên can thiệp. Tống Đoan Dương ngẫm lại thấy cũng đúng, hắn ta không thể không nhìn Lương Vương bằng ánh mắt thương hại, nhìn hắn chịu đựng nỗi đau vô cùng nhưng vẫn không hé răng nửa lời, hắn ta vô cùng tán thưởng nhưng cũng rất tiếc hận. Người trong điện đi vào thông báo, hoàng hậu nghe được thái tử lương quốc đến ấp si phỏng liền thay đổi sắc mặt mời vào. chương 368, hỏi Nhi Phi. Hiển nhiên bà ta không thể tiếp kiến tống đoan dương ở tầm điện nên rời bước đi ra ngoài, khó tránh khỏi nghe thấy tiếng cành mận gai đánh vào người lương vương, trong lòng bà rất đau nhưng không thể không lòng dạ sắt đá. Tống đoan dương của đại lương bái kiến hoàng hậu nương nương của đại chu. Tống đoan dương tiến lên chắp tay hành lễ thái tử điện hạ miễn lễ mau mau mời ngồi hoàng hậu lại cười nói cố gắng ngó lơ âm thanh truyền vào từ ngoài cửa tên kịch tử đó cũng quá quật cường rồi bị đánh như vậy mà vẫn không hó hé một lời tống đoan dương nhìn về phía cửa không biết lương vương điện hạ đã phạm phải sai lầm gì lớn nhìn tình hình vừa rồi ít nhất mấy chục trượng đã giáng xuống rồi nhưng vẫn chưa dừng có thể thấy nhất định là tội lớn hoàng hậu gượng cười không nghe lời Tống Đoan Dương là một kẻ thức thời nên cũng không hỏi nữa mà chỉ phân phó sứ thần, "Nào, hãy trình lễ vật mà bản cung tặng cho hoàng hậu nương nương đi." Bên cạnh đó, hoàng thái hậu nghe được đại kim nói hoàng hậu định giáng đại trượng mận gai lên người, Lương Vương liền vội vàng liền dẫn theo người đến đây. Nhưng khi đến nơi thì 50 trượng đã đánh xong, Lương Vương rốt cuộc cũng không chống đỡ nổi những trượng cuối cùng để rồi rơi vào hôn mê bất tỉnh. Khi thị vệ đi vào phục mệnh, hoàng thái hậu liền đến Hoàng Thái hậu thấy cháu trai bảo bối của mình nằm trên băng ghế ngoài sân bê bết máu, trong lòng như tan nát, tức giận nói cả đám còn đứng thất thần ở đó làm gì? Mau truyền ngự y, dìu vào trong đi. Hoàng hậu ở trong điện nghe được giọng nói của Hoàng Thái hậu, còn có lời truyền của Thái giám liền đi ra ngoài. Hoàng Thái hậu nhìn thấy Hoàng hậu, cũng không cố kỵ tống Đoan Dương ở đây, lập tức mắng xối xả, một người mẹ như ngươi sao có thể nhẫn tâm như vậy chứ? Lẽ nào nó không phải con của ngươi? nó phạm vào lỗi lớn đến đâu mà phải đánh nó đến chết như vậy hả? Còn dùng đến cả đại trượng mận gai, người đây là muốn mạng của nó mà, người ngại rằng đời này của hắn còn chưa chịu đủ khổ đau nên mới cần một người mẹ như người bức chết hắn chăng? Hoàng hậu cúi gằm mặt, bà mẹ chồng này thật đúng là không biết chừng mực mà, thái tử cùng sứ thần lương quốc đang ở đây, mà bà ta lại mắng thẳng mặt hoàng hậu đương chiều, lôi kéo mọi người giò ngó, không phải là làm chuyện đáng chê cười sao? Tống Đoan Dương thấy tình hình như vậy liền đứng dậy cáo từ, dĩ nhiên hoàng hậu cũng không giữ hắn ta lại, bà cố gắng nặn ra một gương mặt tươi cười, bản cung cũng muốn trò chuyện thêm vài câu với điện hạ để hiểu về phong tục tập quán của đại lương, đúng là đáng tiếc. Tống Đoan Dương nói, lần sau sẽ còn có cơ hội, trước xin cáo từ. Nói xong, mang theo sứ thần vội vã rời đi. Ra khỏi cửa cung Tĩnh Ninh, công tôn Yến có chút đăm chiêu nói, hoàng thất đại chu này đúng là rất thú vị. Lương Vương lần này đã gặp phải chuyện không may, Điện Hạ nên lui tới với Thái tử Đại Chu mới đúng. Tống Đoan Dương lạnh lùng thốt, cầm miệng của ngươi lại. Công Tôn Yến còn muốn khuyên nữa nói nhưng Tống Đoan Dương lạnh lùng thốt, rời khỏi cung thì đến phủ công chúa, không biết liệu nhiếp chính vương có biết chuyện này hay không, trước tiên đi báo một tiếng đã, đừng để cho Lương Vương chết, đúng là tiếc cho tên này. Công Tôn Yến nói, nhiếp chính vương suy cho cùng vẫn không phải là người kế thừa ngôi vị hoàng đế Đại Chu, chỉ là tạm thời cầm quyền thần cho rằng điện hạ không cần thân cận với hắn quá chẳng có ích gì cho điện hạ đâu tống đoan dương nhìn công tôn yến trong đầu vang lên cảnh báo nhưng ngoài mặt thì không thể hiện mà vẫn giữ vẻ mật bình thản nói đi đi đừng nhiều lời tống đoan dương đi rồi hoàng hậu mới trả lời hoàng thái hậu hắn là con ruột của thần thiếp nếu không phải tội ác tài trời thần thiếp sao nỡ xuống tay với hắn như vậy hắn phạm vào chuyện gì hoàng thái hậu không hề nghi ngờ tình cảm mà hoàng hậu dành cho lương vương nhưng đã làm sai chuyện gì mà phải đánh thành như vậy chứ hoàng hậu nói hôm qua hắn đưa theo tiêu thác sông vào đông cung làm thái tử bị thương suýt chút nữa còn chặt đứt chân thái tử thái tử hiện giờ còn chưa xuống giường được thái phó đã sai người tới hỏi qua nói rõ phải cha ra hung thủ hoàng thái hậu khiếp sợ lập tức hỏi vì sao hắn lại muốn đánh thái tử hoàng hậu xứng người Đến giờ bà ta vẫn chưa hỏi chuyện này. Đại khái là bị người xúi dục chăng? Tình cảm giữa hai huynh đệ bọn chúng vẫn luôn rất tốt. Tình cảm tốt, có lẽ chỉ có hoàng hậu nghĩ vậy mà thôi. Hoàng thái hậu cười nhạo, ngay cả nguyên nhân hắn đánh người ngươi còn chưa hỏi đã dùng hình nặng như vậy rồi, người đúng là có năng lực làm mẫu hậu lắm. Mặc kệ là nguyên nhân gì đi nữa thì đó cũng là đệ đệ ruột của hắn, có thế nào đi nữa cũng không được xuống tay tàn độc như thế được. Hoàng hậu nói, Hoàng Thái Hậu thấy Lương Vương sắp hấp hối, đau lòng không chịu nổi nên cũng chẳng còn tâm tư tranh cãi cùng Hoàng Hậu. Đầu tiên có người dìu Lương Vương đi vào, nhưng Lương Vương lại tỉnh, mơ mơ màng màng nói, bà nội, con muốn về nhà, không muốn ở lại đây. Một tiếng gọi bà nội đã khiến cho trong lòng Hoàng Thái Hậu đau như có kim đâm, hắn nói không muốn ở lại tĩnh Ninh Cung có thể thấy là trong lòng hắn đã phải chịu bao nhiêu ủy khuất. Được, về nhà, về cung của bà nội, Hoàng Thái Hậu Trần An, sai người dìu lương vương về thọ an cung, sau đó mới ngẩng đầu nhìn hoàng hậu bằng ánh mắt sắc bén, đánh cũng đánh rồi, tội này cũng chịu rồi, người cũng nên đi thăm dò một chút vì sao hắn lại ra tay tàn độc như vậy với đệ đệ ruột của mình. Hoàng hậu vẫn còn cãi, thái tử tuy rằng không tốt nhưng cũng không phải là một kẻ không biết chừng mực, có lẽ là toàn nhi bị người xúi dục. Hoàng thái hậu quát lớn một tiếng, ngắt lời bà ta, đủ rồi, người nói không xấu hổ thì người nghe cũng xấu hổ, nếu ngươi không điều tra thì ta sẽ ra lệnh cho người đến điều tra. Nói xong liền phất tay, sai người dìu lương vương đi. Hoàng hậu thở dài một hơi, buồn bực cùng sợ hãi trong lòng khó mà diễn tả bằng lời, nhìn vết máu trên băng ghế xử phạt, trong lòng cũng rất đau nhưng bà còn cách nào nữa đâu. Một mẫu thân như bà chỉ có thể trăm phương ngàn kế tránh cho huynh đệ bọn họ tương tàn mà thôi. Mọi chuyện vẫn luôn bình an vô sự nên nhất định là có người xúi dục. Nghĩ đến đây, bà hạ lệnh nói, lập tức đi điều tra xem giữa lương vương cùng thái tử có ân oán riêng tư gì. Thị vệ tiến lên nói, thưa hoàng hậu nương nương, vi thần cũng biết phần nào về chuyện đã xảy ra, là do thị vệ của tiêu tướng quân nói, thái tử sai người bắt người trong lòng của lương vương là ý nhi cô nương đến hoàng tự bên ngoài thành, còn sai người cưỡng hiếp. Nhiếp chính vương phi là hạ thương mai mang theo người đến hoàng tự cứu ý nhi cô nương và báo cho lương vương, lương vương biết được việc này liền vào cung tìm thái tử, chuyện xảy ra đại khái là như vậy. Ý nhi, chính là nữ tử dân gian đó. Hoàng hậu giận tím mặt vì một nữ tử mà ra tay tàn độc như vậy với đệ đệ ruột của mình. Có thể thấy được bản cung không trách sai hắn, còn có hạ thương mai, nàng ta chỉ mong thiên hạ đại loạn mà thôi, loại nữ nhân này tâm địa rắn rết. Ngày đó bản cung không nên làm chủ gả nàng ta cho mộ dung khanh, để khuyến khích sự kiêu ngạo của cô ta và hại gia đình thừa tướng. Còn nhiếp chính vương mộ dung khanh, tốt xấu chẳng phân biệt được, nghe lời đường mật bên giường liền quên thân phận nhiếp chính vương của mình, có thể thấy được hắn ta cũng chẳng phải là người làm nên chuyện lớn. Hoàng hậu làm việc mặc dù không phải cực kỳ cẩn thận nhưng chí ít cũng hiếm khi mắc khuyết điểm, nói chuyện cũng cẩn thận phần nào, nhưng lời mắng mỏ hôm nay lại cố ý truyền ra, điều này cho thấy nàng đang vô cùng tức giận. Nương nương, chuyện ở hoàng tử sợ là còn có ẩn tình khác, nghe nói hôm ấy còn cả cả Nghi phi nương nương nữa, hay là mời Nghi phi nương hương đến hỏi rõ xem sao?" Hồng Nguyệt nói. Nghi phi cũng có mặt. Hoàng hậu bỗng nhiên nhớ ra rằng, hai ngày trước, Nghi Phi đến thỉnh chỉ nói muốn đi hoàng tự cầu phúc cho mộ dung tráng tráng cầu phúc, vốn là đi 7 ngày nhưng lại bỗng nhiên quay về, xem ra nàng ta đã biết được chuyện gì đó nhưng lại không đến bẩm báo, sợ rằng bên trong vẫn còn ẩn tình. chương 369, châm ngòi ly rán. Nghi Phi nghe trong cung hoàng hậu sai người đến truyền, cũng biết chắc là vì chuyện ngày hôm đó, cũng không hề dễ dà, lập tức qua ngay. Vào tĩnh ninh cung, sau khi chào hỏi xong, hoàng hậu hỏi thẳng, người đi chùa cầu phúc, sao lại về nhanh như thế? Nghi Phi đáp, hôm qua có một vài chuyện xảy ra, thần thiếp liền về trước. Hoàng hậu thấy bà không có ý định che giấu, mới bảo bà ngồi xuống, người kể cho bổn cung nghe, rốt cuộc hôm đó đã xảy chuyện gì. Nghi Phi ngồi xuống, thở dài, chuyện này thần thiếp cũng do dự suốt một đêm, không biết có nên nói cho hoàng hậu nương nương không, bởi vì dù sao thần thiếp cũng là người ngoài cuộc, nếu để thần thiếp nói ra những lời này, sợ là sẽ khích bác tình cảm chị em dâu giữa nương nương và vương phi, cũng sẽ xúc phạm đến tình cảm chú cháu giữa thái tử điện hạ và nhiếp chính vương. Hoàng hậu lạnh nhạt nói, nếu là tình cảm thật sự thì dù thế nào cũng sẽ không tổn thương được, nếu là giả dối thì không có chuyện tổn thương hay không tổn thương, có chuyện gì ngươi cứ nói thẳng đi. Nhi Phi ngước mắt nhìn gương mặt lạnh băng của Hoàng hậu, trên mặt cũng hiện lên vẻ bất đắc dĩ, trong Hoàng tự không có người khác, trừ các đại sư gia, thần thiếp là người làm chứng duy nhất. Hôm đó thái tử bắt một dân nữ nhốt vào trong phòng để củi của hoàng tự, chùa chuyên dành cho hoàng thất nhưng nghe bọn thị vệ nói rằng dân nữ này ăn nói không lựa lời với thái tử. Thái tử mới bắt nhốt nàng lại, chỉ muốn đe dọa một chút, không ngờ dân nữ này lại có lai lịch không nhỏ, mới bị nhốt không được bao lâu thì Vương Phi đã dẫn người đến. Không nói tiếng nào đã đánh thái tử một trận, còn giết chết hai thị vệ của thái tử, lúc đó thần thiếp cũng bị dọa sợ, chỗ này dù sao cũng là chùa miếu của hoàng gia, sao có thể tự ý giết chóc được. Hơn nữa, Vương Phi cũng rất kiêu căng phách lối, khác xưa rất nhiều, nếu không phải thần thiếp tận mắt nhìn thấy, chỉ sợ là cũng không thể tin nổi. Hoàng hậu nghe tức muốn nổ phổi, nghiến răng nghiến lợi nói, xem ra hôm đó bổn cung đã quá xem thường nàng rồi, chẳng trách người này còn chơi chết thừa tướng và lão phu nhân, thì ra là một người kiêu ngạo phách lối đến thế. Nhi Phi nói, còn không phải thế sao? hôm đó thấy nàng ta vô cùng đáng thương, còn tưởng là nàng ta thật sự bị ghẻ lạnh, thật ra từ cái hôm nàng hối hôn với Lương Vương đã nhìn ra được nàng ta rất có tâm cơ rồi, nếu nàng không muốn thành thân thì có thể nói ra ngay từ đầu, lại dám làm mất mặt Lương Vương trước bao nhiêu khách khứa như thế, bây giờ nàng ta đang ao ước làm được một vài chuyện để lấy lòng Lương Vương, để Điện Hạ thay đổi cái nhìn về nàng, phải biết là nhiếp chính Vương rất thương yêu Lương Vương Điện Hạ, việc ngày hôm qua chỉ sợ cũng là một cái bẫy dân nữ kia rời đi từ phủ công chúa, mà lúc đó Vương Phi cũng đang ở trong phủ, nghe nói vụ xung đột kia cũng xảy ra trong phủ công chúa, dân nữ kia xúc phạm thái tử điện hạ, ăn nói không lựa lời với hắn, chắc là cũng đang ỉ vào nàng ta có Vương Phi làm chỗ dựa. Hoàng hậu nghĩ trước nghĩ sau, cảm thấy lời Nhi Phi nói rất có lý, lúc trước Toàn Nhi đã nói muốn cưới nàng làm Vương Phi, sau đó lại bị nàng phản đối kịch kiệt cộng thêm vấn đề của chính hắn cho nên mới từ bỏ, bây giờ hắn đã khỏe lại, Sợ là lại có suy nghĩ này, chẳng trách hôm qua lập tức đến tìm nhà họ Lâm từ hôn. Bà nhớ đến thị vệ nói Vương Ý Nhi đã bị vấy bẩn, lập tức hỏi Nghi Phi, sau khi nha đầu kia bị bắt vào hoàng tự rồi, thái tử thật sự gọi người đến làm bẩn nàng ta sao? Thần thiếp không tận mắt nhìn thấy chuyện này, điện hạ đến hoàng tự, nhưng mà trước tiên đã đến vấn an thần thiếp, hắn không đến phòng để củi, sợ là thị vệ kia có ý đổ bậy bạ với nàng ta. Nghi Phi nói. Hoàng hậu ừ một tiếng, trong lòng lại nghĩ, mặc kệ là có bị vấy bẩn hay không, ý nhi kia tuyệt đối không thể gả cho toàn nhi nữa, hơn nữa mấy lời xúi dục của hạ thương mai có thể làm trôi chảy đến thế, hơn phân nửa là trong lòng tiểu tử này vẫn còn có nàng, chỉ sợ là nàng phải chết mới có thể cắt đứt mấy suy nghĩ này của hắn, cũng không đến mức lại bị người khác lợi dụng. Nghĩ đến đây, bà nhìn Nghi Phi nói, Nghi Phi, chuyện xảy ra trong hoàng tự dù sao cũng có ảnh hưởng xấu đến danh dự của thái tử, hy vọng người đừng nói gì với người ngoài, Nhi Phi mỉm cười nói, nương nương, thần thiếp nhất định sẽ không nói ra ngoài, cũng không thể nói điện hạ vì một dân nữ mà bị Vương Phi đương chiều đánh cho một trận tơi bời đúng không? Hơn nữa, Phật Môn là nơi thanh tịnh, xảy ra chuyện thế này, nói ra ngoài cũng không dễ nghe. Đúng vậy, dù sao cũng là hoàng tự, xảy ra loại chuyện này, phố phường sẽ đoán thế nào chứ? Hoàng hậu mãi lo tính toán thầm trong lòng, không hề nhìn thấy ánh mắt đầy thâm ý trên mặt Nhi Phi nghi phi đương nhiên hận thương mai thấu xương nhưng mà muốn giết một người cách dễ dàng nhất chính là mượn tay người khác hoàng hậu ra tay thì thích hợp hơn bà tự ra tay nhiều nếu không có việc gì thần thiếp xin phép về trước nghi phi đứng lên kho người nói được người về trước đi đúng rồi mấy hôm trước nghe nói thất hoàng tử không khỏe bây giờ đã khỏe chưa hoàng hậu hỏi đã tốt hơn nhiều hoàng hậu nương nương còn lo lắng việc này sao thần thiếp thay mặt thất nhi cảm tạ nương nương nghi phi lại cười nói, đương nhiên phải lo rồi, hắn cũng là con của bổn cung, rảnh rỗi thì dẫn hắn đến tĩnh ninh cung chơi nhiều một chút. hoàng hậu qua loa nói, vâng, nghi phi nói, đuổi nghi phi đi rồi, hoàng hậu cuối cùng vẫn không nỡ bỏ lương vương, sai người đến cung hoàng thái hậu hỏi thử tình hình. hồng hoa quay về bẩm báo nói lương vương yêu cầu được ra cung hồi phủ, hoàng thái hậu đã sai người chuẩn bị. hoàng hậu rất tức giận, để hắn đi đi, đỡ phải phiền lòng ngự y có nói gì không? Hồng hoa trần trừ một chút, ngự y nói, sợ là không giữ được hai chân nữa, về sau chưa chắc có thể đứng lên được. Tuy rằng đây là điều hoàng hậu muốn, nhưng nghe hồng hoa nói như vậy, lòng vẫn cảm thấy rất đau, hai hàng nước mắt buồn bã chảy xuống, đau đớn nói, từ giờ chỉ sợ hắn sẽ hận chết bổn cung, nhưng hắn có biết nỗi khổ của bổn cung không? Bổn cũng cũng chỉ muốn tốt cho hắn, tuy không còn hai chân, nhưng vẫn có thể sống. Hồng Hoa an ủi, giữa mẹ con với nhau sẽ không thù hằn quá lâu, điện hạ sẽ hiểu rõ nỗi khổ tâm của nương nương thôi." Hoàng hậu nhẹ nhàng lau nước mắt, chỉ hy vọng là thế, người đi ra ngoài gọi Phan Đan đến vương phủ chăm sóc hắn đi, thị vệ chỗ bổn cung cũng chỉ có Phan Đan là tương đối yên tâm thôi. "Vâng," Hồng Hoa nhận lệnh ra ngoài. Lại nói sau khi Tống Đoan Dương ra cung rồi lập tức chạy thẳng đến phủ công chúa, báo cho mộ dung khanh và Thương Mai biết cảnh mà hắn thấy được trong cung. Thương Mai nói, trước khi Lương Vương vào cung đã chuẩn bị sẵn tâm lý sẽ bị đánh một trận rồi. Thật ra cô khá yên tâm, nghĩ chắc Hoàng hậu cũng không quá nhẫn tâm, bởi vì vẫn còn nhớ rõ lần đầu tiên vào cung, Hoàng hậu vốn đã muốn cô chết, cuối cùng lại vì cô đã cứu được Lương Vương nên mới buông tha cô, khi đó là đã thấy được bà rất lo lắng cho Lương Vương. Tống Đoan Dương nghe Thương Mai nói thế, không khỏi kinh ngạc, rốt cuộc là có chuyện gì. Hoàng hậu ra tay không nhẹ đâu, Nhìn sơ qua thì có lẽ hai chân của Lương Vương coi như bị tàn phế rồi. Mộ Dung Khanh đột nhiên đứng dậy, "Tàn phế? Đánh đến mức đó sao? Còn không phải sao? Vừa bắt đầu đã dùng cành mận gai, nghe thị vệ đếm là 60 đại bản." Tống Đoan Dương nói. Mộ Dung Khanh và Thương Mai đều thay đổi sắc mặt, đến 60 đại bản sao? Nếu không tốt có khi sẽ mất mạng." Mộ Dung Khanh nói với Tống Đoan Dương, "Bổn vương xin cáo từ trước." nếu thái tử không có việc gì thì ở lại phủ công chúa một lúc đi, xin lỗi không thể tiếp được. Tống Đoan Dương nói, ta chỉ đến báo một tiếng, cũng nên về rồi, ta còn có việc phải làm. Nói xong, hắn lập tức đứng dậy ra về. Sai người chuẩn bị xe ngựa xong, thương mai vội vàng đi vào kiểm tra hòm thuốc, thấy đã có đủ thuốc cầm máu và thuốc hạ sốt, lập tức cóng hòm thuốc chạy như bay ra ngoài cùng mộ dung khanh. chương 370, Hoàng Thái Hậu đến hỏi tội. Mộ Dung Khanh và Thương Mai cho rằng Lương Vương còn đang ở tỉnh Ninh Cung, lại không biết Lương Vương đã dọn dẹp đi ra ngoài từ cửa Bắc rồi. Đi đến tỉnh Ninh Cung, cung nhân bước vào bẩm báo, Hoàng hậu đang muốn tìm Thương Mai, nghe nói cô đến, lạnh lùng nói chuyển bọn họ vào. Vừa lúc Phan Đan đi ra ngoài, thấy Thương Mai và Mộ Dung Khanh, trần trừ một lúc rồi nói nhỏ, Lương Vương Điện Hạ đã được Hoàng Thái Hậu đưa ra khỏi cung, Lương Vương Điện Hạ kiên quyết muốn hồi phủ. Hai người nghe Phan Đan nói thế, vội vàng đi rồi hồng hoa bước ra truyền lời phan đan lại nói bọn họ đi rồi hồng hoa nhìn phan đan nói nhỏ phan đại nhân chủ nhân của người là hoàng hậu nương nương hy vọng người nhớ rõ phan đạt chắp tay tạ hồng hoa cô nương nhắc nhở hồng hoa lắc đầu xoay người vào trong hoàng hậu nghe nói mộ dung khanh và thương mai lại đi rồi cười lạnh không dám đối mặt với bổn cung đúng không người ra ngoài truyền ý chỉ của bổn cung bảo hạ thương mai lập tức đến tĩnh ninh cung Hồng Hoa Tuân mệnh xoay người đi ra ngoài. Hồng Hoa đương nhiên không đuổi kịp Mộ Dung Khanh và Thương Mai, hai người bọn họ đã nhanh chân ra cung chạy đến phủ Lương Vương. Hồng Hoa muốn truyền chỉ thì phải đi vào phủ Lương Vương, nhưng Mộ Dung Khanh đã hạ lệnh, bất cứ người nào không được cho phép thì không được bước vào vương phủ, Hồng Hoa cũng bị chặn lại ở bên ngoài. Bất đắc dĩ, Hồng Hoa đành phải chuyển lời cho người gác cửa rồi đi về. Thương Mai vừa nhìn thấy vết thương dưới eo của Lương Vương, lập tức rơi nước mắt đánh tàn nhẫn thật, nếu không phải Lương Vương có cơ sở vững chắc, 60 đại bản này sẽ lấy mạng của hắn. Dưới eo đã máu me bê bết, vì dùng cành mận gai lớn đánh nên vết thương cực kỳ kinh khủng, lộ ra miệng vết thương máu thịt lẫn lộn, ngự y chỉ mới sơ cứu sơ qua, thật ra cũng không sơ cứu được gì cả, vì miệng vết thương thật sự là quá lớn quá nhiều. Trượng làm từ cành mận gai lớn đánh xong 60 đại bản, chỉ sợ xương cốt cũng đã bị tổn thương, nhưng không có cách nào kiểm tra, hắn chỉ có thể nằm như thế, mà tất cả da thịt lộ ra bên ngoài đều là vết thương là vết thương máu thịt bê bết thương mai biết cành mận gai nhưng theo lý thuyết thì cành mận gai cũng không thể đánh đến máu thịt lẫn lộn thế này cô run run hỏi mộ dung khanh vì sao cành mận gai lại đánh ra nông nỗi này không phải cành mận gai đều sẽ cắt bỏ gai đi hết sao mộ dung khanh nghiến răng nghiến lợi nói trượng làm từ cành mận gai trong cung đều sẽ có gai nhỏ gai rất ngắn nhưng lại cực kỳ dày đặc là dùng để đối phó với những cung nhân phạm phải tội lớn hoàng hậu muốn mạng của hắn mà không biết có thể giữ được mạng hay không còn chân người thương mai lạnh băng hai răng run lên khanh khách không biết là vì giận hay vì sợ cô làm nghề y rất nhiều năm chưa từng thấy qua vết thương thế này có thể giữ được mạng cũng không thể nào giữ được hai chân muốn chịu đựng qua cửa ải này lương vương cần phải có ý chí rất mạnh cô bắt đầu từ từ rửa sạch miệng vết thương vì trên cành mận gai có gai nhỏ, mấy cái gai kia chắc chắn là không được khử trùng từ trước, gai bị dỉ sắt rất dễ bị uốn ván, nhưng mà đã không còn cách nào khác, bởi vì cho dù có uốn ván thì cô cũng không có tiêm để tiêm ngừa. Lần chữa thương này là một công trình to lớn, từ từ bỏ đi da và thịt, bắt đầu khử trùng trên diện rộng, bôi thuốc, quá trình này rất đau, lương vương đang hôn mê cũng bị đau tỉnh, thương mai nhìn hắn cắn răng cố chịu đựng, nhẹ nhàng nói, người cứ kêu đi, đau thì cứ kêu ra tiếng đi không sao, người hắn run rẩy, mồ hôi đầm đìa, vẫn cố chịu đựng. Mộ Dung Khanh vốn định vào cung tìm hoàng hậu, nhưng nhìn thấy tình huống của Lương Vương, cũng không dám bỏ đi, sợ xảy ra chuyện gì thì ngay cả gặp mặt lần cuối cũng không gặp được. Trong khoảng thời gian này nhà họ Mộ Dung đã xảy ra quá nhiều chuyện, đầu tiên là tư trúc cô cô, sau đó là tráng tráng, bây giờ lại là Lương Vương Mộ Dung Toàn, sinh ly và bệnh tật đã làm độ kiên nhẫn của Mộ Dung Khanh đạt đến giới hạn, bây giờ hắn giống như là một đống thuốc nổ đã bị châm ngòi dẫn, có thể phát nổ bất cứ lúc nào. Vết thương của Lương Vương phải xử lý suốt 4 canh giờ, 4 canh giờ tương đương với 8 tiếng đồng hồ, đối với thương mai mà nói, trừ việc chịu đựng tra tấn về mặt tinh thần, còn phải chịu đựng cơn mỏi mệt về mặt thể xác, chờ sau khi xử lý xong miệng vết thương, cô lập tức sụi lơ. Mộ Dung khanh ôm cô, nghiêm túc hỏi, tình huống thế nào? Thương Mai há to miệng hít sau vài lần, nghẹn ngào nói không tốt rất không tốt có nguy hiểm đến tính mạng không hắn hỏi lại chỉ cần còn sống thì sẽ còn có hy vọng không biết thương mai đột nhiên rơi nước mắt ta không thể nào bảo đảm sẽ không bị nhiễm trùng nếu bị nhiễm trùng ta cũng không có thuốc thang để chữa trị cho hắn thuật châm cứu thì sao giọng mộ dung khanh nghẹn ngào đầu ngón tay khẽ run vô ích vô ích mộ dung khanh không nói gì nữa chỉ ôm chặt lấy cô, giống như ôm lấy nỗi bất an và lo sợ của hắn. Sau khi Tô Thanh, Tiêu Thác và Loan Loan biết tin cũng lại đây, nhìn thấy tình hình này, mọi người đều rất đau lòng. Hoàng thái hậu cũng phái người đến hỏi tình hình mấy lần, khi còn ở trong cung, ngự ý tránh nặng tìm nhẹ, nói chỉ là vết thương ngoài da, nhưng mà trong lòng hoàng thái hậu cũng hiểu rất rõ, bị thương đến mức đó, sợ là rất nguy hiểm. Hoàng hậu không có phái người đến hỏi thăm, nhưng mà Phan Đan lại đến chỉ nói là phụng mệnh đến bảo vệ lương vương, bị mộ dung khanh đánh ra ngoài nhưng không đi, vẫn luôn đứng bên ngoài chờ. Vốn dĩ loan loan còn đang rất vui vẻ, bởi vì cuối cùng tiêu thác cũng muốn cưới nàng, nàng rất muốn báo cho mọi người biết chuyện vui này, nhưng lại không nói nên lời, nàng cũng không thể vui nổi. Nàng vẫn luôn biết, sinh mạng là một thứ rất mỏng manh, nhưng không ngờ lại mỏng manh đến mức này, lương vương đã hôn mê, nằm sấp trên giường, chẳng có chút sinh khí nào. Vì Thương Mai nói phải dựa vào ý chí của hắn để chống đỡ qua cửa ải này, cho nên mọi người đều thay phiên ngồi ở mép giường hắn trò chuyện, nói cho hắn biết mọi người vẫn luôn ở đây. Đến nửa đêm đã bắt đầu sốt cao, Thương Mai đã chuẩn bị sẵn thuốc kháng khuẩn hạ nhiệt và hạ sốt từ lâu, vừa bắt đầu sốt cao lập tức đổ thuốc vào, nhưng mà, uống thuốc hạ sốt được nửa canh giờ nhưng vẫn không hạ sốt, ngược lại càng nóng hơn nữa. Vì hắn có bệnh động kinh, cho nên Thương Mai sợ sốt cao sẽ tái phát bệnh động kinh không dám rời đi dù chỉ một giây, vẫn luôn canh chừng ở mép giường. Lúc khuya, Tôn Công công tự mình đến xem xét tình huống, Thương Mai bẩm báo lại đúng như sự thật, nói có lẽ lương vương điện hạ không thể qua được cửa ải này. Tôn Công công rất đau đớn, hồi cung bẩm báo Hoàng thái hậu, Hoàng thái hậu vô cùng đau lòng, dẫn theo Tôn Công công đến Tĩnh Ninh cung. Hoàng hậu đã đi ngủ, nhưng vẫn chưa ngủ được, nghe Hồng Hoa nói Hoàng thái hậu đến vào đêm khuya, đứng dậy nghênh đón trong lòng đương nhiên cũng rất khó chịu. Bà biết lương vương biết phó công, cho nên chắc là có thể chịu đựng nổi 60 đại bản, cùng lắm thì bị gãy hai chân thôi. Nhưng mà bà lại quên từ sau khi lương vương bị bệnh động kinh đến giờ, cơ thể vẫn luôn rất yếu ớt, uống một số lượng thuốc lớn, trụ cột đã bị thương từ lâu, 60 đại bản này thật sự sẽ lấy mạng hắn. Chế thế này mà mẫu hậu lại đến, có chuyện quan trọng gì sao? Hoàng hậu hành lễ, cũng không thỉnh an, hỏi thẳng thừng, giọng điệu cũng cực kỳ mất kiên nhẫn. Hoàng Thái Hậu nhìn bà, ánh mắt cực kỳ lạnh lùng, lạnh đến tận xương, đối với Hoàng Hậu mà nói thì chẳng phải chuyện quan trọng gì, nhưng đối với ai ra thì chính là chuyện vô cùng lớn. Hoàng Hậu lười biếng ngồi xuống, duỗi tay xoa hai mắt đã hơi sưng đỏ, tối nay bà không ngủ được, đã khóc mấy trận, bây giờ trong lòng cảm thấy rất phiền rất loạn, không muốn nói chuyện với bà già này. Chuyện có lớn cỡ nào thì cũng sẽ có cách giải quyết, mẫu hậu nghỉ ngơi sớm một chút đi, sáng mai thần thiếp lại đến thịnh an. Hoàng Thái Hậu vỗ bàn, chỗ bà ngồi bây giờ cũng chính là chỗ mà Hoàng Hậu từng ngồi lúc sáng, bà ta cũng từng đập bàn tức giận la mắng lương vương hai ba lần. Ai ra chỉ muốn đến xem thử tim của ngươi có màu gì, ngay cả con trai ruột của mình mà cũng có thể tàn nhẫn như vậy, nếu ngươi muốn hắn chết thì cứ việc chém một đau, cần gì phải liên lụy hắn phải chịu đau khổ trước khi chết nữa. Trường 371, mẹ chồng nàng dâu soi mói nhau. Hoàng hậu nghe nói đến vì chuyện này, cũng tức giận, mẫu hậu, thân thiếp đã nói với người rồi, hắn phạm lỗi, hôm nay đánh hắn cũng là vì phạt hắn, 60 đại bản, hắn có thể chịu đựng nổi, sẽ không sao. Sẽ không sao, Hoàng Thái hậu hít ngược một hơi, nhìn gương mặt lạnh nhạt của Hoàng hậu, hắn đã sắp chết rồi, người còn nói hắn sẽ không sao. Người đã nhìn vết thương của hắn chưa, từ phần eo trở xuống đều dập nát, tôn công công đã đích thân đi xem, thương mai nói, chỉ sợ là sẽ không qua nổi đêm nay. Sao hoàng hậu chịu tin chứ? Chỉ cho rằng hoàng thái hậu cố ý đến kiếm chuyện, thần thiếp đã truyền ngự y đến hỏi qua, ngự y bảo chỉ bị thương ngoài da, không sao hết, nhiều nhất là bị gãy xương. Hoàng thái hậu thấy bà vẫn không thèm quan tâm, tức giận muốn nổ phổi, 60 đại bản bằng trượng cành mận gai mà chỉ là vết thương ngoài da sao? Ngươi làm mẹ hay thật, hay lắm, mẹ trên đời đời này ít nhiều gì cũng sẽ có bất công người bất công cái tên không có tiền đồ kia, được thôi, Ai ra mở một mắt nhắm một mắt, âm thầm yêu thương bồi thường cho hắn một chút là được. Hắn đánh Thái tử, đó đương nhiên là sai, nhưng Ai ra đã tìm hiểu qua, là Thái tử bắt đi nữ tử mà hắn yêu thích trước, đã có nguyên nhân thì cũng có thể rời việc xử phạt lại. Dựa theo luật lệ đại chu của ta, án đánh người cần phải giao cho nha môn xử lý, án tử của hoàng cũng có thể giao cho hình bộ điều tra nguyên nhân rõ ràng mới có thể dựa theo tình hình bị thương mà đưa ra phán quyết nhưng mà việc này ngươi một là không báo cho nha môn hai là không bẩm báo ai ra đã tự mình làm chủ gần như muốn lấy mạng hắn rốt cuộc thì ngươi có ý đồ gì ngươi đừng tưởng là ai ra không biết mấy cái tính toán trong lòng ngươi ngươi cho rằng không có toàn nhi thì sẽ không có ai tranh đoạt vị trí đế vương với thái tử không nói đâu xa chỉ nói hiện tại hoàng đế không chỉ có hai đứa con trai nếu nói xa hơn cho dù người thừa kế ngôi vị hoàng đế nhất định phải lựa chọn từ chỗ của ngươi thì ngươi cho rằng ngươi đánh chết hẳn rồi ngôi vị hoàng đế này nhất định sẽ là của thái tử sao hoàng hậu à hoàng hậu đã bao nhiêu năm rồi mà ngươi vẫn chưa nhìn thấy suy nghĩ của phụ thân ngươi sao ngươi không phải bị điên thì cũng là mắt mù rồi ai ra nói thẳng nếu toàn nhi xảy ra chuyện gì ngươi cũng đừng mơ mà làm hoàng hậu nữa hoàng hậu thấy bà nói nghiêm khắc như thế không chỉ cảnh cáo ngoài miệng lại còn nói muốn phế bỏ hậu vị của bà ta trước mặt tôn công công bà ta vô cùng tức giận mẫu hậu ngươi không phải cũng đang bất công sao thái tử không phải cháu của người sao, hắn đã bị thương đến nông nỗi đó, người y nói thiếu chút nữa là không thể giao hợp được nữa, chính hắn chịu khổ này rồi, lại còn muốn đệ đệ của hắn cũng chịu khổ theo, tâm tư của hắn rất ác độc, lại nói, giao cho nha môn thẩm tra xử lý, nếu thật sự truy cứu lên thì mặt mũi hoàng gia cũng sẽ rất khó coi, hơn nữa nếu đến lúc đó lại phán thành bỏ tù giam giữ, vậy chẳng phải còn nghiêm trọng hơn sao. Bây giờ tuy nói là bị đánh, nhưng dưỡng thương mấy ngày là khỏe, thân thiếp tự nhận không làm sai chuyện gì, nếu mẫu hậu muốn làm lớn chuyện phế chuất thân thiếp, thân thiếp cũng không thể nói gì hơn. Còn việc mẫu hậu bảo phụ thân của thân thiếp có suy tính gì, không có bất cứ chứng cứ gì mà cứ mở miệng nói đại, sẽ bị nghi ngờ là cắn bậy vụ oan, hoàng thái hậu có thân phận cao quý, cho dù chỉ hừ một tiếng cũng cực kỳ có sức nặng, xin người hãy nói năng cẩn thận. Hoàng thái hậu thấy bà ta không nhận sai, ngược lại còn bảo bà phải ăn nói cẩn thận, giận đến người run rẩy, sắc mặt xanh lẻ, nói năng cẩn thận. Ai ra nói câu nào không phải sự thật hả? Trong lòng ngươi hiểu rất rõ, vết thương trên chân Toàn Nhi lúc trước và bệnh kín kia làm sao mà có, nhưng ngươi đã từng làm gì cho hắn chưa? Thật ra ngươi cũng đã tạo ra được cảnh bình yên giả tạo khá tốt, con trai ngươi có chịu ấm ức hay không thì ngươi cũng không quan tâm, nói lại yêu thương con của ngươi, yêu thương thật sao? Suốt bao năm qua, ngươi vẫn luôn bỏ người vào trong phủ lương vương để theo dõi hắn, chắc chắn ngươi cũng biết được những lời đồn đãi nói hắn tàn bạo ác độc là do thái tử truyền ra đúng không nhưng ngươi từng làm gì cho hắn sao thậm chí ngươi từng vì hắn mà mắng chửi thái tử câu nào chưa ngươi chưa từng làm gì cả chỉ nghĩ hắn đừng quậy phá là được hôm nay ai ra cũng không ngại nói thẳng ra với ngươi những chuyện thái tử làm ai ra đều biết hoàng đế cũng biết a khanh cũng biết nhưng mà vì sao đến tận bây giờ vẫn còn giữ hắn không phế chuất vị trí thái tử của hắn là bởi vì toàn nhi chưa bao giờ có dã tâm muốn làm thái tử cũng chưa bao giờ muốn kế thừa ngôi vị hoàng đế ba năm trước hoàng đế đã từng thử hắn hắn từ chối ngay lập tức a à, khanh cũng từng hỏi thẳng hắn hắn cũng không đồng ý nếu hắn thật sự muốn cướp vị trí này thì sẽ không cướp được sao ai ra chính là người đầu tiên ủng hộ thái tử là cái thá gì hắn ta đúng là cháu của ai ra đó nhưng ai ra cũng thấy xấu hổ rất xấu hổ nhìn những chuyện do hắn ta làm ra lúc trước vì hạ oanh nhiễm mà lại ép buộc tướng phủ đánh thương mai, nếu không phải thương mai mạng lớn thì hôm đó đã chết trong tay hắn ta rồi, người dám nói người không biết những việc này sao. Hoàng đế bệnh nặng, không cho thái tử thái phó giám quốc mà lại chọn A Khanh, đó chính là muốn A Khanh nuôi dạy thái tử lại một lần nữa, chọn một đứa con khác để kế thừa đại thống, lương vương không muốn, những hoàng tử khác lại còn nhỏ, tạm thời để hắn ta giữ cái vị trí thái tử kia. Nhưng mà nếu hắn ta không biết khiêm tốn lại, cái đông cung đó cũng phải rời ra ngoài. Hoàng hậu nghe mà lòng run sợ, bà thật sự không ngờ sau lưng lại có nhiều chuyện như thế, lòng bà già này sáng tỏ như gương, biết được rất rõ, hơn nữa bà nói hoàng thượng cũng biết, có thật không? Có thể sao, nếu hoàng thượng biết những chuyện thái tử làm, vì sao vẫn còn bỏ qua cho hắn? Không thể nào, từ khi hoàng thượng đăng cơ đến nay, làm việc rất quyết đoán, thủ đoạn mạnh mẽ cứng rắn không thua gì Mộ Dung Khanh, nếu biết được hành vi của thái tử Sợ là đã phế bỏ từ lâu rồi. Hoàng thái hậu cố ý đe dọa bà ta sao? Nhưng mục đích của bà cũng chỉ là muốn bà ta quan tâm yêu thương toàn nhi nhiều một chút thôi sao? Tâm hoàng hậu lập tức rối loạn như ma, không phân biệt ra được lời hoàng thái hậu nói là thật hay giả. Nếu nói hoàng thượng thật sự có suy nghĩ phế thái tử, vậy chắc chắn sẽ thực hiện, sau khi thực hiện rồi sẽ chọn ai làm thái tử. Bây giờ chỉ có Toàn Nhi và Tam hoàng tử của Mai phi cạnh tranh, tuy Tam hoàng tử còn nhỏ, nhưng thường thì chỉ cần qua 10 tuổi đều sẽ được cân nhắc. Trời ơi, nếu nói như thế, vậy chẳng phải bà cưỡng ép đưa vị trí thái tử cho tam hoàng tử sao? Hoàng hậu, hổ giữ không ăn thịt con, người suy nghĩ cho cẩn thận đi hoàng thái hậu đã đạt được mục đích, đứng dậy bỏ đi. Có một số việc hoàng hậu không hiểu, nhưng thái phó lại hiểu, bà làm tổ mẫu, chỉ hy vọng vị mẫu thân hoàng hậu này đừng làm khó con trai của bà ta nữa, để bà ta biết thái tử đã không còn dựa vào được nữa, để bà ta biết có lẽ lương vương sẽ trở thành chỗ dựa cho bà ta có lẽ sẽ nương tay với hắn đương nhiên tất cả những chuyện này đều phải đợi hắn chịu đựng qua được cửa ải tối nay nhưng mà chịu được đêm nay lại có thế chịu được ngày mai sao lòng hoàng thái hậu cực kỳ khó chịu giống như bị kim đâm nói với tôn công công cuối cùng ai ra cũng hiểu được vì sao thái hoàng thái hậu không muốn về tôn công công buôn bã thái hậu yên tâm điện hạ sẽ không sao Ai ra cũng mong là vậy, đứa nhỏ này chịu khổ nhiều quá rồi, chưa được hưởng thụ ngày này, nếu cứ vậy mà đi, chắc sẽ làm ai ra đau chết mất, còn tráng tráng nữa. Hai, đến Phật đường đi, ai ra muốn khẩn cầu Bồ Tát, có chuyện gì thì cứ đổ lên người bộ xương già này của ai ra, làm khó mấy người trẻ kia để làm gì. Thái hậu đừng nghĩ nhiều quá, nếu lo lắng đến sinh bệnh, còn không phải sẽ làm bọn trẻ lo lắng sao. Đã phải lo lắng cho trưởng công chúa, còn phải lo cho điện hạ, rồi lại còn quan tâm đến người vậy không phải làm họ thêm phiền sao tôn công công khuyên thôi thôi nếu tráng tráng và toàn nhi thật sự có chuyện gì ai ra cũng không sống nổi nữa chấm dứt hoàng thái hậu nói xong lại khóc từ trước đến giờ bà không phải là loại nữ nhân có dã tâm suốt mấy năm qua ngôi trên vị trí hoàng thái hậu hưởng thụ đủ vinh hoa cũng nhìn quen cảnh tranh đấu bà thật sự rất chán ghét tối nay đào tim đào phổi mà nói hết cùng hoàng hậu chắc chắn là gây phiền phức cho A Khanh, nhưng mà thân là một tổ mẫu, bà cũng không còn cách nào nữa, bà giống như một con gà mái mệt mỏi, che chở người bà yêu thương, nhưng mà cho dù là Tráng Tráng hay là Toàn Nhi thì bà cũng đều không bảo vệ được, bởi vì người ra tay với bọn họ, vốn chính là người phải yêu thương họ nhất. Chương 372: Đi tìm Ý Nhi. Sau khi Hoàng thái hậu đi rồi, Hoàng hậu nghĩ trước nghĩ sau, bảo Hồng Hoa lập tức xuất cung đi xem tình hình lương vương. Tuy không tin rằng sẽ nghiêm trọng như những gì Hoàng thái hậu nói, nhưng mà, bà nói như vậy xong, nếu không đi kiểm chứng thì trong lòng cứ thấy lo lo. Nửa đêm lương vương từng bị sốt cao, hôn mê, tuy không gây ra hậu quả nghiêm trọng gì nhưng cũng làm mọi người vô cùng hoảng sợ. Thương mai mệt mỏi trông nom hắn, vẫn luôn nói bên tai hắn, ngươi phải cố chịu đựng, bây giờ không ai có thể giúp ngươi cả, phải dựa vào chính ngươi, ngươi không thể bỏ chúng ta lại, hãy nghĩ đến rất nhiều người quan tâm ngươi đang ở đây cùng ngươi người nhất định phải chịu đựng được. Thương Mai cứ lặp đi lặp lại nói mãi, mộ dung khanh hỏi cô, nói như thế có tác dụng gì không? Hắn có thể nghe thấy sao? Hắn có ý thức, có thể nghe được, bây giờ thật sự chỉ có thể dựa vào hắn tự chịu đựng, chuyện chúng ta có thể làm đều đã làm hết rồi Thương Mai nói. Mộ dung khanh ừ một tiếng, sắc mặt không tốt, từ lúc bắt đầu đến giờ, nắm tay của hắn vẫn chưa bao giờ thả lòng. Thương Mai biết hắn muốn làm gì, nhưng bây giờ lại không phải lúc cô nhẹ nhàng bẻ ngón tay của hắn ra nói bây giờ chỉ mong hắn có thể sống lại chỉ cần hắn khỏe lại chàng muốn làm gì ta đều làm cùng chàng mộ dung khanh không lên tiếng nhưng gần xanh trên trán lại nhảy lên thương mai biết hắn đang cố nhẫn nhịn hắn đã nhịn lâu lắm rồi hắn rất mạnh mẽ quyết đoán về chuyện chính sự sinh hoạt trước đây của hắn cũng không hề qua loa nhưng mà chuyện trong nhà lại trộn lẫn với chuyện chính sự cái này làm hắn không thể chịu đựng được Đến canh tư, thương mai thấy tình hình càng ngày càng không xong, bảo đại kim lau rượu để hạ nhiệt vật lý cho hắn, tình hình không quá tốt. Thương mai sốt ruột, tức giận nói, mộ dung toàn, người nhất định phải dáng chịu đựng được, người còn phải đi tìm ý nhi cầu thân, sao người có thể chết được chứ? Giọng thương mai có hơi sắc bén, mí mắt lương vương hơi nhúc nhích, không ngờ lại từ từ mở hai mắt lên, nhưng cũng chỉ trong chớp mắt, hắn lại nhắm mắt lại. Mộ dung khanh ngẩn ra, hắn quan tâm đến ý nhi, không bằng gọi Ý Nhi đến đây được không? Thương Mai gật đầu, đúng, đúng rồi, tìm Ý Nhi, hắn thích Ý Nhi, đầu óc ta dối quá, vậy mà lại không nghĩ đến, nhưng mà không biết Ý Nhi ở nơi nào, có thể tìm được nàng không? Mộ Dung Khanh nhìn Tô Thanh và Tiêu Thác, hai người lập tức đứng dậy, chúng ta lập tức lục soát toàn bộ khách điểm trong thành, bọn họ chắc là đang ở trong khách điếm. Đi nhanh, Mộ Dung Khanh nói, hai người chạy nhanh ra ngoài, dẫn theo Nghiêm Vinh và Đại Kim, chạy thẳng đến nha môn dẫn theo quan sai và tuần phòng tư nhanh chóng bắt đầu lục soát thương mai lại sai người sắc thuốc bỏ thêm liên kiêu và cây kim ngân lại đút uống hết nhưng mà lần này lại rất khó đút thuốc vào miệng cũng không cậy ra được thương mai sốt ruột muốn chết nếu không uống nước thuốc được thì rất khó hạ sốt lúc này hồng hoa trong cung hoàng hậu đến nàng đến hỏi thăm tình hình vừa vào đã hỏi hoàng hậu nương nương sai nô tỳ đến hỏi thăm hiện tại lương vương biện hạ có mạnh khỏe không Thương Mai đang trong cơn tức, túm chặt lấy nàng để nàng nhào vào trước giường Lương Vương, lạnh lùng nói, tự ngươi xem đi, hắn có mạnh khỏe không? Hồng Hoa thấy Lương Vương nằm sấp trên giường, miệng cắn chặt, sờ mờ u bàn tay, chỉ cảm thấy nóng rực, hoảng sợ run rẩy. trời ơi, sao lại nghiêm trọng đến thế? Đi nói với Hoàng hậu, nếu mục đích của bà ta là muốn Lương Vương chết thì sắp đạt được rồi, làm chuyện gì cũng đừng nên quá đáng đến thế, con trai ruột của chính mà mà còn muốn đánh đến chết bà ta còn có lương tâm không hồng hoa sợ đến mức chạy đi ngay quay về cung phục mệnh lại nói đến tiêu thác và tô thanh đang tiến hành lục soát toàn thành quả nhiên phát hiện được hai mẹ con lưu nguyệt và ý nhi trong khách điếm quán trọ vì muốn tìm hai mẹ con dẫn theo một con sói cũng rất dễ dàng lưu nguyệt đang ngủ mơ mơ màng màng lại bị đánh thức tiêu thác báo cho hai người lương vương vì muốn ra mặt thay cho ý nhi mà bị hoàng hậu đánh bị thương nặng có nguy hiểm đến tính mạng lưu nguyệt cũng không hề trần trừ Bảo Ý Nhi đi theo Tiêu Thác. Tiêu Thác còn tưởng là còn phải phí mồm thuyết phục Lưu Nguyệt, nhưng không ngờ nàng ta không nói nhiều đã bảo Ý Nhi đi theo hắn, cảm ơn nói cảm ơn phu nhân. Ý Nhi có vẻ rất lo lắng, nhắm mắt theo đuôi đi theo nhóm Tiêu Thác xuống lầu, sau khi lên xe ngựa lập tức hỏi tình huống của Lương Vương. Bây giờ hắn đang rất nghiêm trọng sao? Rất nghiêm trọng, nếu không phải tình hình quá nghiêm trọng thì cũng đã không tìm các người khắp thành trong đêm hôm thế này. Ta không biết y thuật ý nhi nói vương phi nói chỉ bảo ngươi đến trước mặt lương vương nói một vài câu cho hắn biết mọi người đều đang cổ vũ hắn tiêu thác nói ý nhi gật đầu đương nhiên là phải cổ vũ rồi nàng im lặng một lúc hắn thật sự là lương vương sao lúc trước ta nghe nói lương vương rất hung dữ còn đánh nữ nhân nữa tô thanh nói lúc trước cũng có người nói với ta vương ý nhi buôn bán không thành thật nhưng mà ta không tin ý nhi a lên ai nói một số bạn bè bên cạnh ta bọn họ lúc trước từng thấy người bán đồ chơi nói ngươi rất hung dữ còn không thành thật nữa ý nhi tức giận bọn họ ăn nói bậy bạ ta buôn bán rất thành thật tô thanh nói đúng đó khi ta nói những lời này cho lương vương nghe hắn cũng không tin hắn nói những người đó ăn nói bậy bạ ý nhi là người thành thật ý nhi ngẩn ra hắn tin ta sao tin bởi vì hắn nói hắn biết ý nhi đã từng sống chung với ý nhi biết nàng không phải là người như thế ý nhi hơi đỏ mặt nhớ tới quá trình chung sống cùng hắn hắn chắc chắn không phải loại người như thế lập tức khẳng định gật đầu đúng vậy có rất nhiều người thích nói bậy bạ hắn là người tốt hắn đương nhiên là người tốt rồi biết người bị thái tử ăn hiếp lập tức vào cung tìm thái tử báo thù cho người không ngờ hoàng hậu lại đánh hắn bị thương nặng tô thanh nói thế cũng không phải vì muốn ý nhi càng thêm áy náy mà vì muốn ý nhi hiểu rõ tình cảm mà lương vương dành cho nàng trong lòng Ý Nhi cũng cảm thấy rất khó chịu, lúc trước thái tử từng nói, đại đầu ca ca từng đi xin mẫu thân hắn nói muốn cưới nàng, nàng không hề biết gì về chuyện này, chắc chắn hắn cho rằng nàng rất tốt cho nên mới sẽ cưới nàng. Mẹ nói, nếu có một người nam nhân có thể đánh nhau vì con, có thể làm rất nhiều chuyện vì con, vậy thì người nam nhân kia chắc chắn là rất yêu con. Bây giờ nàng có rất nhiều thứ muốn hỏi hắn, nàng muốn biết, có phải hắn thật sự muốn cưới nàng không? xe ngựa chạy như bay vào phủ lương vương ý nhi lập tức nhảy xuống xe ngựa không thèm đợi tiêu thác và tô thanh vội vã chạy vào trong thấy ý nhi chạy vào thương mai nắm chặt tay nàng cầu xin nói ý nhi ngươi vào nói chuyện với hắn nói cái gì cũng được hết ý nhi thấy ở đây có nhiều người như thế hơi sợ hãi nhưng mà khi nhìn thấy lương vương đang nằm trên giường nàng tỏ vẻ rất đau lòng hình như hắn không được tốt lắm nàng cẩn thận đi qua đó thương mai dơ lên để nàng nhìn thấy vết thương dưới chân lương vương, chân ý nhi mềm nhún, nước mắt rơi xuống tí tách. Nàng vươn tay, vô cùng cẩn thận vuốt ve tay hắn, muốn chạm vào nơi khác, nhưng lại sợ hắn đau, khóc lóc hỏi, mẹ hắn đánh hắn sao? Sao lại đánh nặng đến như thế? Đúng vậy, mẹ của hắn đánh thương mai vốn đã kềm nước mặt một lúc lâu rồi, thấy ý nhi khóc đau lòng đến thế, cũng khóc theo. Ý nhi nửa quỳ ở mép giường, duỗi tay ôm ngực, hít sau, nàng gối đầu lên mép giường, hệt như lúc nàng bị bệnh, bốn mắt cũng sẽ gối đầu lên mép giường mà nhìn nàng, cứ nhìn chầm chầm vào lương vương. chương 373, đúng là kỳ tích. Nàng hít mũi, sau đó duỗi tay chỉnh sửa tóc của hắn, cẩn thận cột lại mớ tóc rối sau đó duỗi tay lướt qua mày và mắt hắn, giống như muốn xác định hắn chính là người mà nàng quen biết. Ta không có sao hết, người không nên đi tìm thái tử, tìm thái tử còn liên lụy để bản thân bị đánh. Ngốc thật ý nhi nói, bởi vì ở đây có rất nhiều người nàng hơi mất tự nhiên giọng nói cũng hơi run nàng ngừng một lúc quay qua hỏi thương mai ta phải nói gì thương mai lau khóe mắt nói gì cũng được y nhi ồ một tiếng quay đầu lại nắm chặt tay lương vương nhưng mà sợ nắm đau hắn cuối cùng lại đổi thành để tay của hắn đè lên mở u bàn tay nàng nhẹ nhàng nói bây giờ ta không buôn bán nữa mẹ nói ta không kiếm bạc được còn bị người ta lừa mãi nên không làm nữa bây giờ ngày nào ta cũng đều ở nhà chăm bốn mắt, sáng dẫn nó ra ngoài đi dạo một lần, giữa trưa dẫn nó đi dạo một lần, buổi tối dẫn nó đi dạo thêm lần nữa, lúc ta dẫn bốn mắt ra ngoài đi dạo thì ta sẽ nhớ ngươi, ta từng thử đi tìm ngươi, nhưng mà ta không biết ngươi ở đâu, kinh thành lớn thế này, ta đã hỏi rất nhiều người, hỏi bọn họ có biết ngươi hay không, bọn họ đều nói bọn họ không quen ai tên là đại đầu cả, nhưng thật ra có một người nói biết người. Muốn dẫn ta đi tìm người, nhưng lại đòi năm lượng bạc ta quay về trộm bạc của mẹ cho người đó hắn lại không dẫn ta đi lấy bạc xong rồi chạy mất cuối cùng ta còn bị mẹ đánh mẹ ta đánh người ác lắm đó thấy cái gì là cua đại đánh ngay lần đó ta nói với nàng ta trộm năm lượng bạc nàng cua trổi lên đánh ta luôn đánh ác lắm nhưng mà sau đó mẹ sẽ bôi thuốc cho ta còn an ủi ta ngươi đừng buồn mẹ của ngươi cũng sẽ an ủi ngươi thôi ý nhi nói một lúc rồi không biết nói gì nữa thật ra nàng cũng không có gì hay để nói cuộc sống của nàng rất bình thường suy nghĩ một lúc nàng quay đầu nhìn thương mai khẽ hỏi ta có thể hỏi hắn vài câu không đương nhiên là được thương mai nói mặt ý nhi hỏi đỏ ứng nhưng ta không muốn để mọi người nghe được lời ta hỏi hắn vậy nếu không chúng ta đi ra ngoài hay là ngươi ghé sát vào tai hắn hỏi thương mai nói ý nhi suy nghĩ một lúc cảm thấy bảo bọn thương mai đi ra ngoài cũng không tốt dù sao mọi người đều quan tâm hắn, chắc chắn muốn trông hắn. Vì thế, nàng cúi người khẽ nói vài câu vào tai hắn, người khác đều không nghe được, Thương Mai cũng không nghe thấy, nhưng mà sau khi hỏi xong, mí mắt của Lương Vương lại hơi nhúc nhích, ngón tay cũng hơi cử động. Mọi người nhín thở nhìn, không dám nói gì. Mặt Ý Nhi như bị lửa đốt, mọi người đều tò mò nàng đã hỏi gì. Người lại nói, lại nói gì với hắn đi Thương Mai thúc giục. Ý Nhi ồ một tiếng, cũng không biết nên nói gì, suy nghĩ một lúc rồi nói, vậy nếu như người đồng ý thì đến tìm mẹ ta nói chuyện, người phải khỏe lên đó. Cuối cùng Lương Vương cũng từ từ mở mắt ra, đôi mắt đen nhánh ngắm nhìn ý nhi, cố dặn ra được một tiếng khàn khàn, được. Sau đó, mọi người nhìn thấy hai mắt hắn hơi ướt, có hơi kích động. chương 374, chạy. Trước đây tiên đế từng nói, sau này Tống Đoan Dương sẽ là một vị hoàng đế tốt, nhưng chưa chắc là một vị chính trị gia tố, cũng không phải là một người có dã tâm, cho nên hắn gả tráng tráng cho Tống Đoan Dương, củng cố quan hệ thân thiết giữa hai nước, để việc buôn bán của hai nước có thể càng thêm hài hòa hơn. Cách làm việc của Tống Đoan Dương đúng là rất thân dân, sinh hoạt sau khi đến Đại Lương, hắn đi chào hỏi các vị học sĩ có học thức ở khắp nơi, nghe bọn họ giảng đạo trị quốc. Một người quang minh lỗi lạc như thế, không biết cách chơi mưu kế, cho nên hắn cũng thường xuyên gặp phải tình cảnh ý kiến không giống nhau với mưu thân của hắn, sứ thân công tôn yến lúc trước là thư đông của thái tử, sau đó vẫn luôn đi theo hắn. Nhưng công tôn yến giỏi mưu kế, lại còn rất có ý thức nguy hiểm, hắn cho rằng vị trí của tống đoan dương không vững chắc, cho nên luôn đưa ra ý kiến, bảo hắn lôi kéo triều thân nhiều hơn, và thường xuyên qua lại với những người có tài năng và địa vị ở các nước láng giềng. Trước khi đến đây, công tôn yến đã ba lần bốn lượt khuyên hắn phải giữ mối liên hệ chặt chẽ với thái tử mộ dung trịnh và lương thái phó, bởi vì bây giờ hoàng đế đại chu đang bị bệnh nặng, mộ dung khanh chỉ tạm thời nhiếp chính, nếu hoàng đế băng hà, thái tử đăng cơ, thái phó là đại thân giúp đỡ cũng sẽ có được quyền lực cực kỳ cao, có trợ giúp đối với việc đăng cơ và thống trị quốc gia sau này của hắn. Hắn ta cực lực phản đối việc tống đoan dương qua lại với nhóm người mộ dung khanh và lương vương, đây đương nhiên là vì bây giờ đại chu đã hình thành hai thế lực, bọn họ đối địch nhau, nếu thân thiết với mộ dung khanh và lương vương, vậy chính là xa cách thái tử và thái phó mất nhiều hơn được. Cho nên khi Tống Đoan Dương bảo muốn đi thăm Lương Vương, hắn ta phản đối, khuyên nhủ, điện hạ, Lương Vương bị Hoàng hậu trừng phạt, hơn nữa lúc trước hắn còn đánh thái tử bị thương, người đi thăm thì không được thích hợp cho lắm. Tống Đoan Dương cũng không quan tâm công tôn Yến nói gì, nói không cần băn khoăn nhiều như thế, bổn cung rất thưởng thức mộ dung toàn, sau này cũng có thể làm bằng hiếu, hắn bị thương, bổn cung cũng không phải không thể đến thăm. Nói xong hẳn lập tức đi ra ngoài. Công tôn yến thấy khuyên bảo mà hắn không nghe, lắc đầu, cũng đi theo. Hồng hoa đi hồi bẩm hoàng hậu, hoàng hậu nghe nói tình hình nghiêm trọng đến thế, cũng hết hồn, sao có thể. Hắn luôn luyện võ, mới có 60 đại bản, sao lại bị thương nặng đến thế. Hồng hoa nói, vương phi rất tức giận, nàng ném nô tỉ ra ngoài, xem ra tình hình rất nghiêm trọng. Hoàng hậu lắc đầu, không thể nào nghiêm trọng như thế được, bổn cung đã hỏi ngự y, ngự y nói cùng lắm thì chỉ bị phế hai chân thôi đúng là rất kỳ lạ lúc ở trong cung thì vẫn còn tỉnh táo nếu tình hình nghiêm trọng đến thế chắc là hoàng thái hậu sẽ không đưa điện hạ xuất cung đâu hoàng hậu suy nghĩ một chút không được bổn cung phải tự mình ra ngoài xem thử bây giờ bổn cung rất không yên tâm về hạ thương mai có khi nào nàng ta cố ý làm vết thương của lương vương nặng thêm không hồng hoa nói chắc là sẽ không đâu vương gia cũng ở bên đó vương gia sẽ không cho phép nàng ta làm thế ngươi tin vào nhân phẩm của mộ dung khanh ngà hắn chỉ giả vờ với Toàn Nhi mà thôi. Hoàng hậu lạnh nhạt nói. Chuyện này thì nô tỳ không biết, nếu nương nương muốn xuất cung, vậy nô tỳ sai người chuẩn bị một chút. Hồng Hoa nói. Hoàng hậu nói, đi đi, nếu không truyền hạ thương mai vào cung được, bổn cung sẽ đích thân đi gặp nàng. Qua giờ thìn, lương vương dần dần hạ sốt, hạ sốt là một tiến triển tốt, ít nhất chứng minh là đã khống chế được. Thương mai suy nghĩ phương thuốc, tăng thêm liều thuốc tam thất bạch lên, Tuy làm vậy sẽ làm bị thương trụ cột, nhưng nhất định phải tranh thủ thời cơ khống chế việc nhiễm trùng. Hạ nhiệt là bước quan trọng nhất, vết thương có diện tích lớn thế này không thể nào băng bó được, chỉ có thể dùng băng vải bao lại, mỗi ngày đều phải sát trùng, cho nên, sau khi hạ sốt được một ít, Thương Mai bắt đầu sát trùng vết thương. Thương Mai bảo nhóm Ý Nhi đi ra ngoài trước, nhưng Ý Nhi kiên quyết muốn ở lại đây giúp đỡ, Thương Mai không khuyên nàng đổi ý được, chỉ đành để nàng ở lại trong phòng, mấy người còn lại đều đi ra ngoài. Lưu Nguyệt dắt bốn mắt ngồi trước hành lang, rất nhàm chán. Lễ thân vương rất có hứng thú với con chó sói của nàng, trò chuyện với nàng. Cho nó ăn thịt tươi hay thịt chín? Lễ thân vương hỏi. Đút đồ chay, lúc Lưu Nguyệt nói, còn di chuyển chuỗi Phật Châu trên cổ tay. Hả, lễ thân vương rất bất ngờ, nó là sói mà, ăn chay. Ta đút đồ chay, nhưng nó biết đi ăn vụn thịt. Lưu Nguyệt nghiêng đầu nhìn ông, người thích nó lắm hả? bổn vương nuôi một con chó tên là đại kim to hơn nó nhiều lễ thân vương kiêu ngạo nhưng bổn vương cũng thích sói thích thì dẫn đi lưu nguyệt nói thật à lê thân vương ngẩng ra ngươi lừa bổn vương à không lừa nuôi không nổi cứ ăn vụng hoài nhưng mà ngươi không dẫn nó đi được đâu nó dính ta và ý nhi lắm lưu nguyệt thành thật nói bổn vương nuôi nổi nếu các ngươi muốn thì có thể đến vương phủ ở sau đó bổn vương cho các ngươi ăn uống thoải mái chờ nó quen với bổn vương rồi thì các ngươi lại đi. Lễ thân vương vô cùng vui vẻ. Vương Phi A Man Ho Khan, có ý cảnh cáo. Lễ thân vương quay đầu qua nhìn bà, kinh ngạc hỏi, sao vậy? Đương nhiên ông biết bà Ho Khan như thế là vì đang khó chịu, nhưng mà sao bà lại khó chịu chứ? Cháu trai của người còn nằm trong đó không biết sống chết, người chỉ biết nghĩ đến việc nuôi chó nuôi sói thôi à? A Man lạnh lùng nói. Có mâu thuẫn gì đâu, lễ thân vương nói. À man trợn trắng mắt, được, người thích là được. Lễ thân vương thật sự không thèm để ý đến bà nữa, hỏi tiếp vì sao lại gọi nó là bốn mắt thế. Trên hai mắt có thêm một vòng lông trắng, nhìn từ xa giống như có bốn mắt, nên gọi nó là bốn mắt luôn. Lưu Nguyệt qua loa nói, nàng thở dài, trông như có tâm sự nặng nề. Nàng đương nhiên có đầy tâm sự rồi, vốn là trốn được thương mai là tốt rồi, có thể quên chuyện đó đi, nhưng bây giờ nhìn thấy thương mai ở bên trong lập tức nhớ lại lời cô từng nói, Tống Đoan Dương đã yêu một người rất nhiều năm, cái người đáng ghét kia rốt cuộc là ai? Đến tận bây giờ mà hắn còn chưa có thái tử phi, vì sao thích nữ nhân đó mà lại không cưới về? Hai hôm nay, nàng nghĩ muốn nổ não mà vẫn không hiểu được. Phòng Tuyến đang dần lơi lỏng, nếu lại còn không nghĩ ra được, chắc là nàng đành phải thỏa hiệp. Vương gia, ngươi là nam nhân, ta hỏi ngươi một vấn đề Lưu Nguyệt hỏi thẳng lễ thân vương đặt toàn bộ tinh thân vào bốn mắt nói nói người có bao giờ thích một người thích suốt mười mấy năm nhưng sau đó lại không cưới nàng không lễ thân vương nghiêm túc suy nghĩ một lúc không biết bổn vương không thích ai hết a man từ đẳng sau đạp thẳng một phát nói cho rõ ràng lưu nguyệt đứng lên trừng mắt nhìn a man ngươi là ai sao lại đánh người khác nàng đang hỏi chuyện mà nữ nhân này bị gì thế cứ thích ngắt lời a man hít sâu người hỏi ta là ai ta là vương phi của ông ta lưu nguyệt a lên ngươi là vương phi của ông ta ta còn tưởng ngươi là tỷ tỷ của ông ta ngươi già quá cũng không đẹp bằng ông ta a man tức điên tức giận nói với lễ thân vương người có nghe nàng nói gì không nàng bôi nhỏ ta lễ thân vương hơi ngơ ngác nàng ta bôi nhọ nàng khi nào chứ nàng nói ta xấu giả a man tức muốn méo miệng lễ thân vương im lặng một lúc cái này cái này cũng không thể coi là bôi nhọ được nàng ta nói sự thật mà lúc trước nàng không phải thế này không nghe lọt tai lời nói thật sao a man tức đến nổi điên túm chặt lấy lưu nguyệt lưu nguyệt lật tay định vứt bà đi đây là phản ứng bản năng của nàng tuy a man cũng biết chút võ công nhưng là sao có thể là đối thủ của bang chủ của diêm bang được chứ ngay lúc lưu nguyệt định quăng bà ra ngoài lại nhìn thấy một người chắp tay sau lưng đi vào người này cả đời Lưu Nguyệt cũng sẽ không quên. Mẹ nó, chạy. Chương 375, nàng là con gái của Lễ Thân Vương. Lưu Nguyệt buông A Man ra, thừa dịp Tống Đoan Dương còn chưa phát hiện, bà ta liên co giò bỏ chạy. Nhưng A Man lại kéo cánh tay bà ta lại, cả giận nói, lúc nãy ngươi là muốn đánh ta sao? Ngươi đúng là to gan. Lưu Nguyệt nhỏ giọng giận dữ nói, ngươi thả ra ta, đồ nữ nhân đanh đá. Bà liếc mắt thật nhanh sang Tống Đoan Dương, không xong rồi ông ta thấy rồi tống đoan dương sững người gần như cho rằng bản thân đã nhìn lầm đợi sau khi xác định người kia xong liền nghiến răng nghiến lợi gào lên lưu nguyệt lưu nguyệt biết không tránh thoát mở miệng cười khan vẻ mặt nịnh nọt nói ai ôi đây không phải là thái tử điện hạ sao ngài cũng tới đại chu à đúng là xa quê gặp đồng hương mà tống đoan dương thờ ơ nhìn bà ta xa quê gặp đồng hương là kẻ thù gặp lại nhau mới đúng chứ lưu nguyệt cười giả lả sao lại là kẻ thù được chứ tốt xấu gì mọi người đều là người đại lương mà ngươi là người tây nam giống nhau cả thôi từ nhỏ ta đã lớn lên ở đại lương khuôn mặt lưu nguyệt hơi sược nhưng vẫn tiếp tục cười trừ nói tất cả mọi người ngơ ngác nhìn nhau chuyện gì thế này đúng lúc này ý nhi mở cửa ra hét lên với nàng ta mệt rõ ràng bà ta nhìn thấy đáy mắt tống đoan dương bốc lên lửa giật còn có khuôn mặt như sắp ăn thịt bà ta kia, mẹ." Ra đầu Lưu Nguyệt run lên, hỏng rồi, nếu như ông ta biết Ý Nhi là con gái của mình, nhất định sẽ giết chết bà. Bà vẫn còn nhớ rõ ràng vô số lưỡi dao chém lên bụng bà ta lúc hắn phái người truy sát mình. "Ý Nhi, Ý Nhi, lại đây." Ý Nhi bước tới, nghi ngờ nhìn Tống Đoan Dương, thoạt nhìn ông ta rất tức giận, chẳng lẽ mẹ lại đắc tội với người khác nữa rồi? Lần này mẹ là trộm gà hay trộm trứng gà đây? lưu nguyệt xấu hổ đỏ mặt nhìn con gái sau đó vịn vai ý nhi đầy ẩn ý nói ý nhi à bấy lâu nay mẹ vẫn luôn lừa con nói cha con chết rồi thật ra cha con vẫn còn sống ý nhi giật mình sợ hãi nói cái gì vậy ông ta đang ở đâu ý nhi nhìn tống đoan dương một hồi là ông ta sao lưu nguyệt đưa tay kéo lễ thân vương qua ông ta chính là cha con đây quả là tin tức khiến người ta chấn động ít nhất là có hai người sắp nổi điên rồi một là Vương Phi Aman, một là Tống Đoan Dương. Những người còn lại nhìn trộm nhau, Mộ Dung Khanh cũng đứng ở cửa nhìn cảnh tượng trước mắt hơi nghi ngờ, khó hiểu. Thương Mai bưng nước đi ra, cũng đứng lại bên cạnh Mộ Dung Khanh, nhìn thấy bầu không khí lúng túng giữa Tống Đoan Dương và Lưu Nguyệt, mỉm cười đầy ẩn ý. Mộ Dung Khải, người giải thích rõ ràng cho ta. Aman giận run người, người nói, ngươi không ngại việc ta không thể sinh con thì ra là bởi vì ngươi đã có con riêng với nữ nhân khác ở bên ngoài từ lâu rồi ngươi không cảm thấy có lỗi với ta sao lễ thân vương nhíu mày hết nhìn ý nhi lại nhìn lưu nguyệt mờ mịt hỏi nàng ta là con gái của bản vương đúng vậy ý nhi mau gọi cha lưu nguyệt nói ý nhi hơi sợ hãi tuy nàng vẫn luôn muốn có cha nhưng khi gặp lễ thân vương trong lòng lại không có cảm giác thân thiết chút nào gọi đi lưu nguyệt hét lên chát ý nhi bị lưu nguyệt hét lên vô thức kêu lên một tiếng ai lễ thân vương lại rất tự nhiên đáp lời cũng là bởi vì một tiếng hét kia của lưu nguyệt rất giống với a man trước đây a man thường xuyên quát hắn lâu dân tạo thành phản xạ có điều kiện a man vung tay lên tát vào mặt lễ thân vương một tiếng sau đó đau lòng bỏ chạy lễ thân vương tỉnh lại chừng mắt nhìn lưu nguyệt đang muốn nổi giận thì lưu nguyệt đã ôm chặt lấy hắn ta ghé vào tai nhẹ giọng nói, sừng huyết linh dương, đêm nay đưa đến. Mọi người không nghe nàng nói gì nhưng nhìn thấy nàng ôm lấy lễ thân vương thì đều cho rằng lễ thân vương sẽ đẩy nàng ra ngay lập tức sau đó sẽ mắng nàng một trận. Dù sao những cổ giả như hắn ta đều rất phản cảm với những thứ này. Nhưng không ngờ hắn ta lại không đẩy mạnh nàng ra, chỉ là chậm rãi đẩy ra sau đó nhìn chằm chằm vào mắt nàng một hồi mới nói, nàng ta là con gái của bản vương, tại sao đến bây giờ ngươi mới nói. Người thành thân, có vợ, làm sao ta có thể nói cho người biết được. Lưu Nguyệt vẻ mặt đau lòng nói. Lễ thân vương nhăn mặt nhíu mày. Hắn ta nghiến răng nói, chuyện này quá đột ngột, bản vương không có cách nào chấp nhận được. Bắt hắn ta nói dối còn khó hơn giết hắn ta nhưng nể tình sừng huyết linh dương nên hắn ta không thể nhắm mắt nói mò. Nếu Lưu Nguyệt không giao ra theo lời hứa thì hắn ta thê hắn sẽ chặt nàng ta ra thành trăm mảnh đút cho đại kim và bốn mắt của hắn ta ăn. Tống Đoan Dương nhìn chăm chăm Lưu Nguyệt một hồi, sau đó lạnh lùng thốt lên, giữa chúng ta có vài lời phải nói cho rõ. Lưu Nguyệt lau khóe mắt hoàn toàn không có nước mắt, đúng, giữa chúng ta cũng có một số ân oán nên kết thúc rồi. Ngươi ở đâu, ngày mai ta sẽ tới tìm ngươi. Ngươi sẽ đi sao, vậy đi ngay bây giờ đi. Tống Đoan Dương nghiến răng nghiến lợi nói, hắn đã mắc bẫy rồi, 17 năm trước đã như vậy. Ý nhi nhìn Tống Đoan Dương rồi lại nhìn Lưu Nguyệt, mẹ, mẹ biết vị thúc thúc này sao? Tình nhân cũ, không, sau khi nói lỡ lời, Lưu Nguyệt vội và ngẩng đầu nói, Đông Hương, đều là người đại lương. Nếu là Đồng Hương, tại sao ông ta hung dữ như vậy? Ý Nhi hơi sợ hãi, ánh mắt khi nhìn nàng ta của vị thúc thúc này rất hung dữ, như thể muốn giết chết nàng ta. Lưu Nguyệt nhìn Tống Đoan Dương, thấy hắn quả thật đang gắt gao nhìn Ý Nhi, trong lòng bỗng nhiên nổi giận. Tuy chuyện này lúc bắt đầu là lỗi của nàng ta, là nàng ta đã chuốc thuốc hẳn, nhưng sau chuyện này nàng ta đã trả giá rất đắt. Hắn không ngừng phái người truy sát nàng ta khiến nàng ta trốn chui trốn nhủi, sống những tháng ngày không phải là con người. Bằng vào những việc đó sớm đã trả hết nửa canh giờ giáng sức của hắn vào năm đó rồi. Vậy thì tại sao bây giờ nàng ta lại phải khuất phục hắn? Còn là bộ dáng giống như nàng ta thiếu nợ hắn không bằng. Nghĩ tới đây, nàng ta thay đổi vẻ nịnh nọt lúc nãy, tức giận nói, được rồi, Tống Đoan Dương, ta không nợ ngươi gì cả. nhiều năm như vậy, người phái người truy sát ta, ta đã nhiều lần chết trong tay đám người của ngươi. nợ ngươi ta đã trả hết từ lâu rồi. ta không có gì để bàn bạc với ngươi. ngươi cút đi. ngôn tình hài. tống đoan dương ngây người trong chốc lát, sau đó lập tức tỉnh táo lại. vậy thì chúng ta càng phải bàn bạc một chút. công tôn yến tiến lên, nhẹ giọng ghé vào tai hắn nói, điện hạ, tất cả ân oán đều đã qua, không cần thiết dây dưa nữa bây giờ nàng ta đã là người của lễ thân vương hơn nữa lại sinh con gái cho lễ thân vương hai người không thích hợp để gặp mặt nói chuyện nữa lưu nguyệt nhìn chằm chằm công tôn yến ta nhớ được ngươi ngươi là đồ khốn kiếp đã từng dẫn người truy sát ta công tôn yến vẻ mặt tái mét ngươi chứa nói bậy tống đoan dương nhìn công tôn yến sắc mặt trở nên rất khó coi công tôn yến vội vàng nói điện hạ nàng ta nói hưu nói vượt gặp người liên cắn bậy thân không có phái người truy sát nàng ta. Lưu Nguyệt nổi giận, vèn ống tay áo lên, lộ ra vết sẹo đáng sợ trên cánh tay, ta nói hưu nói vượn sao. Ngươi nhìn thử xem, vết sẹo này là vết đao năm xưa ngươi chém ta gây ra đấy. Ngươi không dám thừa nhận sao, tại sao không thừa nhận, chủ tử nhà ngươi phái người truy sát ta, ngươi làm ta bị thương thì có thể lĩnh thưởng rồi, có gì mà không dám nhận chứ. Thương Mai và Mộ Dung Khanh xem tới đây thì cũng hơi hiểu rõ mọi người đều được tôi luyện từ trong âm mưu quỷ kế sao có thể không hiểu được chứ. Mộ Dung Khanh bước lên phía trước nói, Tống Huynh, nơi này có trái nhà, không bằng Huynh và nàng ta nói hết mọi chuyện cho rõ ràng. Bản Vương bảo đảm, ý nhi không thể nào là con gái của Tam Ca ta được. Nàng ta năm nay đã 16 tuổi rồi. Lễ thân Vương than một tiếng, A à Khanh, người không rõ chuyện trong đó thì đừng nên nói bậy. Nàng ta chính là con gái của bản Vương ông ta nói xong thì nhìn hắn bằng ánh mắt cảnh cáo. A à, Khanh này cũng thật là, không biết gì cũng nói bừa. Đợi lát nữa Lưu Nguyệt không giao ra sừng huyết linh dương thì Tiếu Cô Cô sẽ không được cứu rồi. Audio điện tử võ tấn bền Khết tập 25